Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 87. Ta có một kiếm, cũng không mục nát thế gian. Diệp Thần cả người phát ra quát to một tiếng, bất hủ kiếm ý điên cuồng phun ra. Hắn khí tức trong người đạt tới một cái cực điểm, linh khí không lấy tiền giống vậy tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong. Bất hủ kiếm ý mũi nhọn, làm cho cả mặt biển đang cuồn cuộn, giờ khắc này sát tông đệ tử kiếm trong tay, run rẩy không ngừng. Tựa như Diệp Thần chính là kiếm tôn, vạn kiếm tôn sư. Một kiếm thể phải khai thiên. Thác Bạt Giã cau mày, bây giờ Diệp Thần cho hắn cảm giác, quá mức rung động lòng người. Cái này cổ hơi thở, thật sự là một cái hỗn nguyên cảnh, có thể bộc phát ra. Thằng nhóc này hoàn toàn chính là một cái quái thai. Leng keng tranh. Diệp Thần trên mặt thần sắc dữ tợn, hắn cưỡng ép cầm bất hủ kiếm ý phát huy đến trình độ cao nhất. Nếu không phải bởi vì bất hủ thần thể duyên cớ, hắn thân xác cũng sớm đã bể tan tành. Đâm! Kiếm quang chấn nhiếp lòng người, để cho sát tông đệ tử ánh mắt cũng không mở ra được. Cái này một đạo kiếm quang, không chỉ có bất hủ kiếm ý, lại là có huyết ma kiếm ma tính ở bên trong. Bất hủ kiếm khí, đánh giết ra, thế như trẻ che vậy, xông về Thác Bạt Giã. Một kiếm này, toàn bộ hư không cũng đang không ngừng đung đưa. Dường như muốn cầm hư không xé nát vậy. Thác Bạt Giã sắc mặt nhẹ biến đổi, một kiếm này đã đủ uy hiếp được hắn. Thác Bạt Giã vội vàng bây giờ, cầm ra một cái màu đen nhánh tấm thuẫn. Có ở đây không mục nát kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt, Thác Bạt Giã trong tay màu đen nhánh tấm thuẫn, chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng. Trong nháy mắt bể tan tành. Thác Bạt Giã cả người bóng người bay rớt ra ngoài, trong miệng khạc ra một búng máu. Bất hủ kiếm khí ở lại hư không bên trong, lại vẫn không có tiêu tán. Hô! Diệp Thần sắc mặt thương trắng, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, trong tay nắm huyết ma kiếm, một cánh tay phía trên lưu ra tia máu. Cái này một kiếm hạ xuống, đã hao phí trong cơ thể hắn 2/3 linh khí. Hơn nữa hắn vậy vết thương chồng chất. Giết địch 100, tự tổn 1000. Hắn không có lựa chọn à? Thiếu chủ! Người không có sao chứ? Kỳ lão vội vàng đi tới Diệp Thần bên người, đỡ hắn cánh tay. Tạm được. Diệp Thần lắc đầu một cái, trước mắt hắn không thể yếu thế, dù là thân thể phải ngã hạ cũng không thể có bất kỳ hiển lộ. Tiểu tạp chủng. Thác Bạt Giã một mặt thần sắc tức giận, hắn trên mình xuất hiện từng tia vết rách. Hắn Thác Bạt Giã làm sao cũng là cường giả tạo hóa cảnh, bây giờ bị một cái hỗn nguyên cảnh đả thương, vô cùng nhục nhã à. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được âm trầm xuống. Vốn là hắn lấy là một kiếm này đủ để cho Thác Bạt Giã người bị thương nặng, chỉ là Diệp Thần đánh giá quá thấp huyết hồn tộc lực phòng ngự. Trước mắt loại chuyện này, hắn đã không có tiếp tục sức đánh một trận, tiếp theo, bọn họ phải làm thế nào đối phó Thác Bạt Giã? Linh Lão và Đoan Mộc Nhan đi tới Diệp Thần bên người. Đoan Mộc Nhan có chút sợ hãi mở miệng nói, thiếu chủ, chân thực không được chúng ta chạy trốn đi. Bây giờ loại chuyện này, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, không có sức xoay chuyển trời đất. Diệp Thần cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta như lâm trận chạy trốn, những thứ này sát tông đệ tử làm thế nào? Một câu nói, để cho sát tông đệ tử trong tròng mắt bất chấp lệ quang. Đi theo Diệp Thần, dù là chết, cũng không hối. Chúng ta nguyện dùng tánh mạng, bảo vệ thiếu chủ rút lui. Sát tông đệ tử cùng kêu lên mở miệng, thậm chí có một tia khẩn cầu thần sắc. Đoan Mộc Nhan sắc mặt nhẹ biến sắc, Diệp Thần rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách mị lực, mới sẽ để cho những đệ tử này, lựa chọn bị chết. Các ngươi không cần nhiều lời, phải chết cùng chết, muốn sinh cùng nhau sinh. Diệp Thần trên mặt không cho phép nghi ngờ thần sắc. Hắn cả đời trải qua vô số nguy cơ sinh tử, như thường sống rất tốt. Ha ha, tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ người khác. Thác Bạt Giã khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó cả người trực tiếp xông lên đi giết. Bảo vệ thiếu chủ. Kỳ lão cả người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Ở hắn trong mắt, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Diệp Thần không thể chết được. Diệp Thần có yêu thánh truyền thừa, cũng có yêu thánh hy vọng. Thác Bạt Giã một đấm oanh đánh ra, kỳ lão căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Phốc suy. Một búng máu phún ra ngoài, kỳ lão sắc mặt thương trắng,
cả người trên dưới không có bất kỳ màu máu. Một kích xuống đi, kỳ lão cả người thoi thóp, lại cũng không có tác chiến năng lực. Một bầy kiến hôi, chỉ có diệt vong. Thác Bạt Giã một quyền tiếp theo một quyền, đánh giết ra, Linh Lão và Đoan Mộc Nhan hai người căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Diệp Thần nguy cơ bùng nổ, tay cầm huyết ma kiếm, ngăn trở một quyền, nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Một quyền này dưới đầu đi, trực tiếp để cho hắn bóng người lui về phía sau. Thác Bạt Giã một chân đạp ở Diệp Thần phía trên ngực. Diệp Thần ngực trực tiếp lõm xuống, máu loãng phun ra, cả người sắc mặt sát trắng. Cho ta đi chết. Thác Bạt Giã hai tay nắm nhau, kinh khủng hơi thở ngay tức thì bộc phát ra, cắt vỡ Diệp Thần gò má. Một quyền này đầu hướng về phía Diệp Thần đầu lâu, nếu như nhất kích đánh đi xuống, căn bản không sống được. Sống chết trước mắt thời khắc, một người hỗn nguyên cảnh võ giả, đột nhiên ngăn ở Diệp Thần bên người, dùng huyết nhục chi khu của mình đương ở. Rắc rắc, hắn thân thể không ngừng xuất hiện vết rách, đã không kiên trì được bao lâu, bất quá hoàn toàn là Diệp Thần mưu được một hơi thở thời gian. Đa tạ thiếu chủ, cho ta tôn nghiêm, chết cũng không tiếc. Tên võ giả này thê thảm cười một tiếng, sau đó cả người bóng người ngay tức thì nổ. Diệp Thần si ngốc đứng ở nơi đó, trong cơ thể hắn một cổ ma khí điên cuồng bộc phát ra. Đối mặt tạo hóa cảnh, đừng nói hỗn nguyên cảnh võ giả, dù là hợp đạo thần quân, cũng không dám chống cự một quyền. Sát tông đệ tử, vì bảo vệ hắn, hoàn toàn chết ở Diệp Thần trước mắt. Để cho hắn như thế nào có thể đủ ẩn nhẫn? Thác Bạt Giã, hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, ở hắn trên thân thể mặt, lại xuất hiện màu đen cuồng bạo ma khí. Những thứ này màu đen ma khí, quỷ dị được quấn quanh ở Diệp Thần thân thể. Ma khí ngất trời, chung quanh chu vi trăm dặm, đều là kinh khủng ả khí. Diệp Thần một đôi đỏ tươi trong mắt, trong miệng truyền tới một tiếng quỷ dị tiếng cười. Trong tay hắn huyết ma kiếm, vốn là một cái ma kiếm, chỉ bất quá Diệp Thần một mực áp chế ma tính mà thôi. Nhưng bây giờ huyết ma kiếm ma tính, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Đoan Mộc Nhan cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, không nhịn được lui về phía sau. Bây giờ Diệp Thần cho hắn cảm giác, chân thực quá mức quỷ dị. Một tôn cái thế ma đầu đang hạ xuống. Thác Bạt Giã cảm nhận được Diệp Thần ngút trời ma khí và sát ý điên cuồng, lại không nhịn được lui về phía sau. Hắn bị một cái hỗn nguyên cảnh dọa sợ. Ác ma mắt, ngươi nếu đã tỉnh lại, liền cho ta mở ra. Ta nguyện ý nhập ma. Diệp Thần điên cuồng gầm thét, ở trên hư không ma khí bên trong, xuất hiện một cái màu đen tròng mắt. Làm tròng mắt mở ra trong nháy mắt, một con màu máu đỏ con ngươi, không có bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm Thác Bạt Giã. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần trong cơ thể sát ý, lại ngưng tụ thành một cái kinh khủng gió bão. Sát ý hóa thực, làm ác ma mắt mở ra trong nháy mắt, Thác Bạt Giã lại cũng không bình tĩnh được. Hắn từ nơi này chỉ bên trong đôi mắt, lại cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đây là thượng cổ đại ma hơi thở. Nhưng là thằng nhóc này trong cơ thể tại sao có thể có thượng cổ đại ma à? Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Vô tận ma khí tựa như tràn ngập ở toàn bộ huyết sát đảo trên. Thậm chí liền chung quanh la sát biển đều bắt đầu trào động. Chạy. Thác Bạt Giã quyết định chủ ý, bây giờ không chạy, hắn mạng nhỏ liền phải ở lại chỗ này. Bây giờ muốn chạy, có phải là quá muộn hay không? Thác Bạt Giã bên tai truyền tới Diệp Thần âm lãnh thanh âm, chẳng biết lúc nào, lại đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tình huống gì? Thác Bạt Giã hoàn toàn bị hù dọa, có thể lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt hắn. Hắn lại không có bất kỳ phát hiện. Oanh! Diệp Thần vậy mang theo vô tận ma khí một chưởng vỗ qua đi, Thác Bạt Giã điên cuồng lui về phía sau, chỉ bất quá ở hắn lui về phía sau thời điểm, kinh khủng ả khí, đã quấn quanh ở trên người của hắn mặt. Diệp Thần một kích này, cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ bất quá cái này ma khí, hắn căn bản thanh trừ không hết. Những thứ này ma khí, tựa như và hắn thân thể hòa làm một thể, căn bản không có biện pháp giải quyết. Ma khí ở trên người của hắn mặt, không ngừng hấp thu hắn sinh mạng khí. Mặc dù hấp thu dị thường chậm chạp, bất quá nhưng chân thực tồn tại. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ chết.
Tử vong chỉ bất quá thời gian dài ngắn vấn đề. Sát tông đệ tử và linh lão bọn họ, xem được hơi kinh hãi. Bây giờ Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác, chân thực quá không bình thường. Thậm chí vô cùng xa lạ. Giống như bọn họ đối mặt không phải một người, mà là một cái từ cửu địa ngục bò ra người phong ấn. Thiên đạo đều không cho tồn tại. Thiếu chủ làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắn không có sao chứ? Lương Tuyết Nguyệt lo lắng mở miệng, bây giờ Diệp Thần trong tròng mắt, căn bản không có bất kỳ tình cảm, giống như một máy sát hại. Không có cảm tình, chỉ biết là giết hại. Ta suy nghĩ bậy bạ gì, ta hẳn tin tưởng Diệp Thần trải qua như thế nhiều lần nguy cơ sinh tử, không có việc gì. Lương Tuyết Nguyệt những lời này, vậy chỉ bất quá dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Nếu như Diệp Thần không thể tỉnh lại, chỉ sẽ biến thành biết giết hại máy móc. Ở Diệp Thần phía trên chiến trường, Thác Bạt Giã lần lượt tháo chạy, hư không bên trong ác ma mắt, đột nhiên bộc phát ra tà ác hơi thở. Một đạo chùm ánh sáng, khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, đánh vào Thác Bạt Giã trên thân thể mặt. À! Thác Bạt Giã phát ra thê thảm gầm thét, một kích này cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ địa phương ở chỗ, những thứ này kinh khủng à khí. Những thứ này ma khí ăn mòn hắn xương, để cho hắn đau đến không muốn sống, Thác Bạt Giã có thể cảm giác được rõ rệt, mình sinh mạng hơi thở, đang điên cuồng giảm thiếu. Sợ rằng không bao lâu, hắn thì sẽ hoàn toàn chết đi. Phải biết huyết hồn tộc thịt xương, cực kỳ khủng bố. Vậy lực lượng căn bản không có thể thấm vào. Nhưng là cái này ma khí tại sao có thể xuyên thấu hết thảy? Cái này đại ma rốt cuộc lai lịch ra sao à? Ma vực đại ma hẳn đều không như thế khủng bố đi. Dù là thượng cổ đại ma cũng không khả năng như vậy à. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Vậy hư không trong mắt vậy là cái gì quỷ a? À, tha ta huyết hồn tộc tuyệt đối sẽ không lại tấn công huyết sát đảo. Giờ khắc này, Thác Bạt Giã thật hoảng loạn. Là ma, trọng yếu nhất chính là không cho người bất kỳ cơ hội. Trả lời hắn, nhưng là Diệp Thần thanh âm lạnh như băng. À, Thác Bạt Giã vẫn còn ở khóc lóc kêu rên, Diệp Thần ở một bên lẳng lặng nhìn. Tựa như hưởng thụ giết hại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Thác Bạt Giã gào thảm thanh âm, càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể loáng thoáng nghe gặp một chút. Đâm. Vừa lúc đó, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, toàn bộ mặt biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy to lớn. Những vòng xoáy này truyền tới kinh khủng sức hấp dẫn, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt. Phát hiện toàn bộ vòng xoáy phóng lên cao, ở vòng xoáy phía trên, đứng một người lão giả và hai cái trẻ tuổi nam tử. Chỉ bất quá cái này ba cái cũng không phải là loài người. Yêu thú biến thành hình người. Ông già hơi thở kinh người, hai người trẻ tuổi chàng trai trán mặt trên còn có màu đỏ lân văn. Đây là hải tộc. Đoan Mộc Nhan trợn to hai mắt, trực tiếp mở miệng. Ở linh võ đại lục không chỉ có loài người tu sĩ, ở biển sâu bên trong còn có hải tộc. Chỉ bất quá hải tộc cho tới bây giờ không xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng sẽ không xâm lược đại lục. Dẫu sao hải tộc không thể thời gian dài đợi trên mặt đất. Phương lão, xem ra chính là trước mắt ma đầu. Trong đó một người nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói. Bọn họ ở biển sâu bên trong, cảm nhận được một cổ ngập trời ma khí. Những thứ này ma khí lại có thể ảnh hưởng bọn họ thực lực, là sát biển hải tộc tộc trưởng đặc biệt để cho Phương lão và Tam Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ tới đây xem, rốt cuộc tình huống gì. Linh lão nhìn Phương lão, cả người sắc mặt đại biến. Cái này Phương lão thực lực, tuyệt đối đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Ở bọn họ trong mắt, chính là vô địch tồn tại. Phương lão một đầu ngón tay, là có thể nghiền ép người bất kỳ. Bọn họ liền phản kháng thực lực cũng không có. Điện hạ, đây là đại ma, năm đó ta hải tộc bị ma tộc vô tận tàn sát, kết làm huyết hải thâm cừu, thừa dịp cái này đại ma chưa trưởng thành, hoàn toàn trấn áp tại băng lao bên trong đi. Phương lão tiếng nói vừa dứt, trực tiếp đưa ra chỉ một cái. Cái này chỉ một cái rơi xuống. Một đạo ánh sáng sáng chói bộc phát ra. Chỉ một cái đi xuống, để cho mọi người thất kinh thất sắc, căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Oanh! Chỉ một cái rơi xuống, bỗng nhiên đánh trúng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần muốn phản kháng,
căn bản không có năng lực. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Dù là hắn nhập ma cũng không cách nào dung chuyển. Đối phương nhưng mà tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Vô hạn đến gần tinh khiếu cảnh. Ác ma mắt vậy cảm thấy nguy cơ, mở miệng nói, thằng nhóc, ta lực lượng không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, ngươi và hắn tu vi chênh lệch quá xa, dù là ta mượn ngươi thân thể, cũng không đủ lấy chống lại. Mặc dù ta có thể cháy ma huyết, đem ngươi rơi vào ma đạo. Nhưng là hành động này, nguy hiểm quá lớn. Ta cho ngươi tính qua, ngươi không có việc gì. Ta tiến vào trước ngươi ấn đường. Dứt lời, không cùng Diệp Thần phản ứng, trong thiên địa ma khí, hoàn toàn biến mất. Thác Bạt Giã thoi thóp, vừa nhìn thấy ma khí biến mất, đem hết toàn lực chạy trốn. Hắn bây giờ đã không dám ở lại tiếp tục đợi tiếp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vùng lân cận vùng biển lại có tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại. Hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ, huống chi bây giờ. Thác Bạt Giã chạy khỏi, Phương lão cũng không có ra tay. Tam điện hạ ngón tay bắt pháp quyết, ngưng tụ ra một cái lưới lớn, trực tiếp bọc lại Diệp Thần. Tay hắn chỉ vừa thu lại, nhất thời cầm Diệp Thần nắm trong tay. Buông xuống thiếu chủ. Giờ phút này Linh lão nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà Phương lão một cái ánh mắt đã qua. Linh lão nhất thời không có bất kỳ màu máu, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Giữa hai người chênh lệch, thực sự quá lớn, căn bản không có bất kỳ có thể so sánh. Phương lão mang hai cái điện hạ trực tiếp rời đi, thình lình biến hóa, ai cũng không nghĩ tới. Sát tông loạn thành một đoàn, Diệp Thần bị bắt, bọn họ trong nháy mắt mất đi người tâm phúc. Sát tông đệ tử, về trước huyết sát đảo. Lúc này kỳ lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mang sát tông võ giả rời đi. Nghe hải tộc giọng, cũng không phải là muốn đánh chết Diệp Thần, chỉ là cầm Diệp Thần nhốt vào trong ngục dưới lòng đất mặt. Chỉ cần Diệp Thần còn sống, thì có hy vọng. Bọn họ vậy tin tưởng, Diệp Thần tuyệt đối không phải ngắn như vậy mạng người. Huyết hồn tộc bên này, Thác Bạt Giã đã chạy trốn, chỉ còn lại Phong Khiếu Thiên một người. Những thứ này sát tông đệ tử trong nội tâm nín lửa giận, tự nhiên phát tiết ở huyết hồn tộc bên này. Trận chiến này đại thịnh, chỉ bất quá sát tông mọi người, cũng không có bất kỳ vui sướng nào diễn cảm, ngược lại mặt đầy kiềm chế. Diệp Thần ở biển sâu bên trong, cả người rơi vào hôn mê. Tiến vào trong nước biển mặt, Phương lão ở Diệp Thần trong miệng bỏ vào một viên đan dược. Diệp Thần mặc dù có thể ở trong nước biển mặt đợi một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không thể nào, vĩnh cửu đợi tại trong biển mặt. Tỷ thủy đan, một viên là có thể để cho Diệp Thần đợi ở biển sâu bên trong, trừ phi Diệp Thần trở về mặt đất. Phương lão bọn họ đi tới trước 10 phút. Ở biển sâu bên trong một tòa khổng lồ cung điện sừng sững. Cung điện bàng bạc thở mạnh, có một ít hơi thở kinh khủng cường giả đang đi tuần. Ở trong cung điện mặt đi nửa giờ, đi tới một nơi, nước biển chung quanh đều biến thành màu đen, thậm chí chung quanh ngưng tụ cục băng. Ở một nơi cửa, chú đóng một cái ông già hành vi như cương mộc, tựa hồ chỉ còn lại một hơi. Mà bị khốn Diệp Thần, cũng sớm đã tỉnh lại, mặc dù ban đầu hắn nhập ma. Bất quá phát sinh hết thảy đều biết. Ông già thấy Phương lão và hai cái điện hạ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Hai cái điện hạ cung kính hành lễ, đừng xem cái này ông già để cho người cảm giác thoi thóp, nhưng mà cả người thực lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá. Cũng chỉ có Phương lão và tộc trưởng thấy ông già không cần thi lễ. Ông già mở ra cửa tù, truyền tới trình độ cao nhất khí tức rét lạnh. Dù là Diệp Thần thân thể là bất hủ thần thể, cũng có chút khó chịu. Cái này cổ hơi thở chân thực quá mức âm lãnh. Phảng phất là cực hạn hàn cung. Tam điện hạ cầm Diệp Thần giao cho Phương lão, hai cái điện hạ xoay người rời đi. Bọn họ thực lực, chỉ bất quá hợp đạo cảnh, căn bản không đỡ được nơi này giá rét, cũng chỉ có Phương lão như vậy cường giả, mới có thể đi xuống. Phương lão mang Diệp Thần, bước vào trong cửa mặt, vừa đi vào. Diệp Thần quanh thân lại ngưng tụ hàn băng. Không chỉ có như vậy, cái này cổ hàn băng khí, tựa hồ có thể đông linh hồn. Nếu như một mực đợi ở phía dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần bây giờ mặc dù có thể tránh thoát trói buộc, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương lão nhưng mà tạo hóa cảnh đỉnh cấp, nửa bước tinh khiếu tồn tại, Diệp Thần vừa có động tĩnh, một đầu ngón tay là có thể trấn áp.
Phương lão mang Diệp thần tiếp tục đi sâu vào, giờ phút này hắn thấy tất cả lớn nhỏ tượng đá. Những băng này đại bàng có loài người, cũng có hải tộc, bọn họ sinh mạng hơi thở đã không có. Hiển nhiên đã hoàn toàn chết đi, bất quá từ bọn họ hơi thở bên trong, có thể nhận ra được. Những thứ này người bị chết loại hoặc là hải tộc, mỗi một cái đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Hắn một cái hỗn nguyên cảnh bị tống giam ở bên trong, sợ rằng vẫn là lần đầu tiên. Oanh! Phương lão cầm Diệp thần ném xuống đất, thà nói là mặt đất còn không bằng nói là cục băng. Chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt cục băng, Diệp thần nhìn một cái, phát hiện bên cạnh hắn còn có một cái ông già. Cái này ông già cũng không có đông thành tượng đá, chỉ bất quá hắn hơi thở đã dị thường yếu ớt. Sợ rằng không kiên trì được một tháng thời gian, thì sẽ hoàn toàn chết đi. Phương lão cầm hắn ném xuống sau này, xoay người liền rời đi, căn bản không lo lắng Diệp thần có thể chạy trốn. Ở trong này, cường giả tạo hóa cảnh cũng không chạy ra được, huống chi một cái hỗn nguyên cảnh, sợ rằng một ngày cũng sẽ bị chết rét. Phương lão sau khi rời đi, Diệp thần tránh thoát trói buộc. Chung quanh khí lạnh chỗ nào cũng nhúng tay vào, không lúc nào đều ở đây ăn mòn hắn thân xác. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ rằng không kiên trì được một tuần lễ, cũng sẽ bị hoàn toàn chết rét. Diệp thần khóe miệng bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, hắn không hề mục nát thần thể, chỉ bất quá không kiên trì được bao lâu. Hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không có cách nào ngăn trở những thứ này khí lạnh. Huyết sát đảo sát tông đền. Kỳ lão trở về sau này, trực tiếp tìm được Ngưu lão mật thất. Cũng không để ý Ngưu lão thương thế như thế nào, trực tiếp phá cửa mà vào. Cùng kỳ lão từ Ngưu lão trong mật thất mặt đi ra, hồi đến đại điện phía trên. Một đám người trông mong ngóng trông. Kỳ lão, như thế nào? Vừa thấy kỳ lão đi vào trong đại điện mặt, Lương Tuyết Nguyệt dẫn đầu mở miệng trước. Ngưu lão chỉ nói để cho chúng ta yên tĩnh chờ đợi, nói không chừng là Diệp thần một tràng cơ duyên. Một câu nói để cho mọi người không biết cần phải nên nói cái gì. Diệp thần không có ở đây, Ngưu lão có quyền uy tuyệt đối. Dẫu sao Thiên Man Thanh Nam nhưng mà đi theo yêu thánh thượng cổ tồn tại. Ngưu lão đều đã mở miệng, bọn họ cũng không tốt lại hỏi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Diệp thần giúp ở trong góc mặt, lông mày và lông mi mau cũng đông thành băng xương. Sợ rằng không kiên trì được một ngày, hắn thì sẽ hoàn toàn biến thành tượng đá. Nếu không phải bởi vì bất hủ thần thể hắn bây giờ cũng sớm đã là người chết. Lại nửa ngày sau đó, Diệp thần khí tức cả người như có như không, ở trên cổ hắn mặt, treo một cái tinh xảo nhỏ lò. Càn khôn lò lóe lên ánh lửa yếu ớt. Ánh lửa mặc dù nhỏ, nhưng là tựa như giống như một viên rơm giả cứu mạng vậy. Diệp thần thân thể dần dần khôi phục sinh cơ, ánh mắt nhẹ lay động. Thời gian từng giờ từng phút đã qua, một lúc lâu sau, Diệp thần ngón tay nhẹ động một cái. Diệp thần không có phát hiện, ở bên cạnh hắn ông già, lại xuất hiện yếu ớt tiếng hít thở. Diệp thần bắt lại càn khôn lò, giờ phút này bỗng nhiên bây giờ trở nên lớn. Ngọn lửa tràn ngập ở chung quanh, để cho Diệp thần cảm nhận được một cổ to lớn ấm áp. Diệp thần khôi phục năng lực hành động sau đó, trực tiếp đứng lên, tra nhìn một cái chung quanh. Hắn phát hiện chung quanh lại không có bất kỳ lối ra, muốn đi ra ngoài mà nói, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là đi tầng trên nhất, lần này để cho Diệp thần rơi vào khổ sở tình cảnh. Ở phía trên nhưng mà có một cái tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại, hắn vừa ra, liền trực tiếp sẽ bị chấn áp. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Hắn có thể không tin, mình tốc độ có thể mau hơn tạo hóa cảnh. Diệp thần không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Ở trong này, là một cái tuyệt đẹp nơi luyện thể. Ở Diệp thần lúc tu luyện, đột nhiên nghe gặp một đạo thanh âm khàn khàn. Đứa nhỏ, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể để cho lão phu còn sống. Một câu nói để cho Diệp thần từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Diệp thần đứng lên, nhìn một cái, phát hiện ở bên cạnh hắn ông già, đã tỉnh hồn lại. Trên mặt lão giả phủ đầy nếp nhăn, cả người trên dưới đều đang là vết sẹo. Ngươi là ai? Diệp thần cảnh giác nhìn ông già, rất sợ hắn trực tiếp ra tay. Ông lão thực lực mạnh bao nhiêu, Diệp thần trong nội tâm không biết, bất quá có thể sống đến bây giờ tồn tại,
chỉ sợ là một cái tuyệt thế cường giả. Phải biết những cái kia tạo hóa cảnh tầng 7 thiên cường giả, cũng từng cái đông thành tượng đá, duy chỉ có ông già không có. Dù là thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại. Ta kêu Khâu Hải, vốn là La Sát Biển Hải tộc tộc trưởng, lại bị nhị đệ hãm hại ở chỗ này. Ông già bên trong đôi mắt, lóe lên oán độc thần sắc. Đứa nhỏ, người có muốn hay không đi ra ngoài? Giờ phút này Khâu Hải đột nhiên mở miệng, Diệp Thần nghe gặp hắn mà nói, cũng không trả lời. Hắn tự nhiên muốn đi ra ngoài, chỉ bất quá căn bản không tín nhiệm Khâu Hải. Khâu Hải thực lực tuyệt đối ở trên hắn, và hắn liên hiệp, ai biết sẽ hay không hại hắn. Diệp Thần cũng không dám bảo đảm. Khâu Hải tựa hồ nhìn ra Diệp Thần băn khoăn, sau đó mở miệng nói, ta có thể dùng thiên đạo danh nghĩa dạy thề, chạy đi sau này tuyệt có đúng hay không ngươi ra tay. Khâu Hải mà nói, để cho Diệp Thần có chút động lòng. Thiên đạo ở hải tộc trong mắt, là chí cao vô thượng tồn tại, một khi lợi dụng thiên đạo danh nghĩa, hải tộc là tuyệt đối không thể nào vi phạm. Nếu không liền sẽ tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. Có thể liên thủ, bất quá hải tộc cường giả không đếm xuể, người xác định có thể đánh bại. Diệp Thần mặc dù đồng ý liên thủ, bất quá cũng sẽ không mù quáng đi ra ngoài. Phương lão thực lực đều là tạo hóa cảnh đỉnh cấp, hải tộc tộc trưởng, tuyệt đối vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại. Khâu Hải bị trấn áp ngàn năm, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Bây giờ ta, tự nhiên không phải Khâu Thiên đối thủ, chỉ bất quá băng lao phía dưới, có một viên ngàn năm bông tuyết, một khi để cho ta luyện hóa, đến lúc đó Khâu Thiên không đáng để lo. Diệp Thần không biết ngàn năm bông tuyết là cái gì, bất quá tuyệt đối là chí bảo. Chờ ta một lúc lâu sau hoàn toàn khôi phục như cũ, trực tiếp đi sâu vào phần đáy. Khâu Hải nói xong, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, một giờ thời gian căn bản không dài, một cái chớp mắt liền có thể đi qua. Cái này một tiếng, hắn có thể cảm nhận được Khâu Hải hơi thở, từng bước một tăng cường. Một tiếng sau đó, Khâu Hải hơi thở, tựa như mênh mông biển khơi vậy, để cho hắn căn bản không nhìn thấu. Đứa nhỏ, chúng ta đi thôi. Khâu Hải mở mắt ra, mở miệng cười nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, thu hồi càn khôn lò. Càn khôn lò nhanh chóng nhỏ đi, treo ở trên cổ hắn mặt. Khâu Hải thấy càn khôn lò, trong mắt thần sắc tham lam, chớp mắt rồi biến mất. Diệp Thần cũng không có chú ý tới. Khâu Hải ngón tay bắt pháp quyết, một chưởng vỗ về phía mặt đất, cục băng văng tứ phía, xuất hiện một cái lỗ thủng. Ở trong này, bọn họ căn bản không lo lắng sẽ có người dò xét. Tiến vào băng lao bên trong tuyệt đối 10 phần chết chắc, vậy không người sẽ nghĩ tới, Diệp Thần có càn khôn lò tồn tại, có thể sống được. Diệp Thần và Khâu Hải hai người, tiến vào lỗ thủng bên trong, không ngừng đi sâu vào. Diệp Thần cũng không biết đi theo Khâu Hải đi thời gian bao lâu. Một đường đi tới trước, đột nhiên phát hiện phía trước có màu u lam ánh sáng. Khâu Hải cả người trên mặt, toát ra vẻ hưng phấn. Ở nơi này, chúng ta đi vào nhanh một chút. Khâu Hải điên cuồng đi tới trước, Diệp Thần theo sát phía sau. Không tới chốc lát thời gian, Diệp Thần đột nhiên thấy một phiến kỳ dị cảnh sắc. Chung quanh đếm không hết bông tuyết, giống như quỷ phủ thần công vậy. Mỗi một khối bông tuyết bên trong cũng hàm chứa kinh khủng năng lượng. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, thấy phía trên nhất có một khối nghìn mét bông tuyết, sừng sững lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây chính là ngàn năm bông tuyết, một khi ta luyện hóa là có thể đột phá, những thứ này trăm năm bông tuyết, ngươi có thể tùy ý nhặt. Trăm năm bông tuyết Khâu Hải căn bản nhìn không thuận mắt. Diệp Thần gật đầu, mặc dù ngàn năm bông tuyết là một cái tốt, bất quá cũng phải có mệnh cầm mới có thể. Những thứ này trăm năm bông tuyết không đếm xuể, nếu như cũng có thể mang về sát tông, tuyệt đối là một khoản không rẻ tài nguyên. Khâu Hải lại nữa quản Diệp Thần, ngồi ở một bên luyện hóa ngàn năm bông tuyết. Chỗ này không nhỏ, Diệp Thần điên cuồng thu thập. Giờ khắc này, hắn trong đầu chỉ còn lại bông tuyết. Từng viên bông tuyết, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, cũng không biết nhặt liền bao lâu. Diệp Thần đột nhiên thấy một chỗ bí ẩn hang núi, không chỉ có như vậy, bên trong phun ra kinh khủng khí lạnh. Hắn một người thận trọng đi vào, Diệp Thần có thể cảm nhận được, kinh khủng khí lạnh, theo ngàn năm bông tuyết so với, chênh lệch không bao nhiêu.
Chẳng lẽ còn có một khối khác ngàn năm bông tuyết? Diệp Thần bên trong đôi mắt bốc lửa nóng thần sắc, từng bước một đi vào. Càng đi vào trong mặt đi sâu vào, kinh khủng khí lạnh, càng ngày càng nồng đậm. Thật may có Càn Khôn Lò ở đây, Diệp Thần tự mình một người cũng không có bao nhiêu sự việc. Đi 10 phút, Diệp Thần thấy một viên màu tím bông tuyết, kinh khủng khí lạnh chính là từ nơi này phun phát ra. Thằng nhóc, cái này sợ rằng là tử tinh thần thủy. Vẫn không có động tĩnh luân hồi mộ địa, đột nhiên truyền tới một giọng nói. Đến từ ngự thú linh thần. Diệp Thần cũng không biết cái gì là tử tinh thần thủy, ngự thú linh thần giải thích một phen, mới hoàn toàn rõ ràng. Nguyên lai tử tinh thần thủy cũng là bông tuyết một loại, chỉ bất quá hai người khác xa lắc xa lơ. Ngàn năm bông tuyết, ở tử tinh thần thủy trước mặt, dám đều không phải là. 10.000 năm mới có thể sản sinh ra một khối tử tinh thần thủy, trong này giá trị có thể tưởng tượng được. Nghe được ngự thú linh thần giải thích, Diệp Thần lại cũng không khống chế được nội tâm nóng như lửa. Sợ rằng băng lao chân chính khí lạnh nguồn chính là chỗ này. Quyết định chủ ý, Diệp Thần quyết định lấy đi, còn như luyện hóa hắn không hề nghĩ ngợi. Hắn liền 1/3 đều không luyện hóa hết, thì sẽ hoàn toàn bị năng lượng xanh phá. Tử tinh thần thủy cũng không lớn, thậm chí chỉ có 20 cm, bởi vì có Càn Khôn Lò tồn tại. Diệp Thần dễ như trở bàn tay liền bắt vào tay, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Bắt được tử tinh thần thủy sau này, Diệp Thần cũng không nhìn thấy, tử tinh thần thủy địa phương đột nhiên nứt nẻ. Hắn không nghĩ tới, tử tinh thần thủy bị cầm sau này, hải tộc một nơi trong cung điện mặt, truyền tới một tiếng giống giận. Có người ăn cắp trấn tộc chi bảo. Một người mi tinh kiếm mục đích nam tử người mặc đắt tiền áo khoác, khí tức cả người sâu không lường được. Một câu nói, cung điện cường giả ngay tức thì chấn động. Tộc trưởng. Giờ phút này Phương Lão quỳ xuống Khâu Thiên trước mặt, một bộ thần sắc cung kính. Phương Lão, có người ăn cắp tử tinh thần thủy, lập tức mang 10.000 cường giả, bắt lại xúc sinh kia. Phương Lão vội vàng gật đầu, hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng, không nói hai lời, vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hải tộc chấn động, vô số cường giả lao ra. Hết thảy các thứ này Diệp Thần căn bản không biết, hắn từ trong sơn động đi ra, nhìn một cái Khâu Hải. Phát hiện cũng không có xem xét mình, hoàn toàn yên tâm lại. Hắn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra thu thập trăm năm bông tuyết, một lúc lâu sau, từng cổ một hơi thở đột nhiên hạ xuống. Diệp Thần nhận ra được hơi thở, cả người nhướng mày một cái. Mặc dù Khâu Hải trước mắt đã đến thời khắc mấu chốt, bất quá Diệp Thần không thể không đánh thức hắn. Nếu không bọn họ hai cái đều phải xong đời. Chuyện gì xảy ra? Khâu Hải bị đánh thức, trán bây giờ xen lẫn lửa giận, bất quá cảm nhận được hơi thở, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này một bóng người dẫn đầu xông lại, Diệp Thần vừa thấy, phát hiện là Phương Lão. Bây giờ Phương trên khuôn mặt già nua lại cũng không có thanh đạm khuôn mặt. Thấy Diệp Thần trong nháy mắt, ngược lại một mặt khiếp sợ thần sắc. Diệp Thần lại không có chết. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần cũng sớm đã là một người chết, ai biết đối phương liền vô cùng hoàn hảo đứng ở trước mặt hắn. Diệp Thần vẻ mặt ngưng trọng, ở Phương Lão phía sau, đứng hai người tạo hóa cảnh tầng 5 thiên cường giả, không chỉ có như vậy, những người này sau lưng, hơn 10.000 tên hỗn nguyên cảnh võ giả, đứng ở một bên. Giờ phút này bọn họ hai người hoàn toàn bị bao vây. Phương Lão thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn, cũng không có quá nhiều chú ý. Dẫu sao Diệp Thần chỉ là hỗn nguyên cảnh, đỉnh hơn có một ít thủ đoạn nhỏ. Khâu Hải, giao ra trấn tộc chi bảo, nếu không không người có thể tha ngươi. Phương Lão một câu nói, để cho Khâu Hải có chút nghi ngờ, hắn luyện hóa đồ cũng không phải là cái gì trấn tộc chi bảo. Nếu như ngàn năm bông tuyết là hải tộc trấn tộc chi bảo, vậy không khỏi quá mức buồn cười. Khâu Hải, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, chuyện này đã kinh động tộc trưởng, ngươi như u mê không tỉnh mà nói, đến lúc đó tộc trưởng tự mình trấn áp ngươi. Phương Lão híp mắt, nội tâm lửa giận có thể tưởng tượng được. Trấn tộc chi bảo quan hệ đến bọn họ sự việc một tộc. Ở một bên Diệp Thần, sắc mặt có chút nóng nảy, Khâu Hải thực lực hắn có thể rõ ràng. Căn bản không phải tộc trưởng đối thủ. Một khi Khâu Hải xong đời nói, hắn vậy muốn đi theo cùng chết. Diệp Thần, người có thể hay không giúp ta kéo nửa giờ,
chờ ta luyện hóa xong ngàn năm bông tuyết, đến lúc đó Khâu Thiên ở đây, cũng không cần sợ hắn. Khâu Hải tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Kéo nửa giờ, nói dễ vậy sao? Bên này Phương lão một người liền có thể tiện tay trấn áp hắn. Được. Diệp Thần cắn răng một cái đồng ý, bây giờ tình huống, chỉ có thể dựa vào Khâu Hải. Một khi Khâu Hải thua, hắn vậy muốn đi theo chết. Khâu Hải nhìn một cái Diệp Thần, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, sau đó ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa ngàn năm bông tuyết. Ở hắn luyện hóa thời điểm, thần niệm quan sát Diệp Thần, một khi tình huống không đúng, hắn chỉ có thể trước chạy trốn. Khâu Hải đối với Khâu Thiên hận thấu xương, bất quá cũng biết, không có thực lực, sẽ chết rất thảm. Diệp Thần hít sâu một hơi, trên mình khí tức bất hủ bộc phát ra, nhưng cái này chút xa xa không đủ. Ngự thú linh thần, người cũng nên ra tay. Đơn độc dựa vào chính hắn lực lượng, tuyệt đối không tới ba tức thời gian cũng sẽ bị trấn áp. Giờ phút này một cổ cuồng bạo linh khí, tràn vào hắn trong thân thể. Đảo mắt trong nháy mắt, Diệp Thần hơi thở lại trực tiếp đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh tầng thứ. Hắn sắc mặt dữ tợn, cuồng bạo linh khí, ở trong cơ thể hắn sắp căng bể, nếu không phải bất hủ thần thể, bây giờ thân thể hoàn toàn không chịu nổi. Nửa bước vận may, trước mắt đã là hắn lớn nhất cực hạn, lại đột phá một bước, Diệp Thần thân thể trực tiếp sẽ bể tan tành. Diệp Thần trong tay cầm chặt huyết ma kiếm, mắt lạnh nhìn Phương lão bọn họ. Điên cuồng đột phá, để cho Phương lão nhẹ sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù là đột phá đến nửa bước tiên tôn thì như thế nào, ở trước mặt hắn vẫn là con kiến hôi. Lý Linh, người đi giải quyết hắn. Phương lão hướng về phía bên cạnh một cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Hắn nói thế nào cũng là một người tạo hóa cảnh đỉnh cấp, còn kéo không dưới mặt mũi đối phó một tên tiểu bối. Lý Linh thực lực đạt tới tạo hóa cảnh, nghiền ép Diệp Thần không là vấn đề. Diệp Thần trong mắt nhìn Lý Linh, phát hiện mặt hắn gò má, có một nửa đều là lân văn, nhìn hình dáng kinh khủng dị thường. Lý Linh đi ra, khinh thường nhìn Diệp Thần một mắt, nếu không phải Phương lão mở miệng, hắn căn bản lười phải đối phó loại rác rưởi này. Tộc người con kiến hôi, cho ngươi cái cơ hội, ở ta trước mặt tự sát, có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Diệp Thần lộ ra một tia cười nhạt, nhìn Lý Linh giống như xem kẻ ngu vậy. Ngươi thực lực, muốn ta tự sát, còn chưa xứng. Hắn ban đầu hỗn nguyên cảnh liền có thể chiến tạo hóa cảnh, trước mắt mượn ngự thú linh thần lực lượng, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ Lý Linh thật không có tư cách. Ta xem ngươi là tìm chết. Lý Linh bên trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn thần sắc, cả người hoàn toàn giận dữ. Hắn nhưng mà tạo hóa cảnh tồn tại, lại bị một nhân tộc con kiến hôi khinh bỉ. Không thể tha. Hải tộc ở lớn trong biển có thiên nhiên ưu thế, chỉ gặp hắn bóng người trực tiếp biến mất ở bên cạnh. Diệp Thần một cặp mắt màu gắt gao nhìn chằm chằm, đột nhiên thấy, ở lớn trong biển, có một đạo quỷ dị sóng gợn. Chém. Lý Linh cũng không phải là ẩn thân, chỉ bất quá ở lớn trong biển, có thể lợi dụng nước biển, che giấu mình bóng người. Cánh tay nâng lên, huyết ma kiếm hơi thở điên cuồng bộc phát ra, bất hủ kiếm ý điên cuồng phun ra. Một đạo cực hạn kiếm quang, uyển như sấm gầm thét, chém đánh ra. Kinh khủng kiếm khí, tràn ngập ở trong nước biển mặt, Phương lão thấy một màn này chân mày nhẹ nhíu một cái. Oanh! Đâm! Một kiếm chém ở Lý Linh trên bụng mặt, kiếm quang trực tiếp đâm thấu hắn thể xác, một đạo máu đỏ tươi nước tung tóe. Khâu Thiên bóng người lóe ra, sắc mặt hắn thương trắng, một đôi khiếp sợ trong mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần là làm sao tìm được hắn bóng người? Không chỉ có như vậy, hắn thân xác có thể là có thể so sánh yêu thú, cả người thực lực lại là đạt tới tạo hóa cảnh. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh quan sát hải tộc, vậy trợn tròn mắt. Diệp Thần chỉ bất quá lợi dụng ngoại lực mà thôi, lại có thể đả thương Lý Linh. Tộc người rác rưởi, ta muốn ngươi chết. Đi qua khiếp sợ ngắn ngủi, cả người giận dữ, ở phía sau nhưng mà có mấy chục ngàn võ giả đang nhìn. Mặt mũi của hắn hoàn toàn bị vứt sạch. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Không thể tha, hắn hôm nay phải để cho Diệp Thần chết, mới có thể rửa nhục trước. Diệp Thần nội tâm cũng không có quá nhiều ý tưởng, hắn phải tranh thủ thời gian. Giết!
Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy sát ý, nếu đã cùng hải tộc kết thù, hai người căn bản không có hỏa hoãn chỗ trống. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hàn băng quy luật ở trong một cái chớp mắt này, trực tiếp bùng nổ. Chung quanh đều là bông tuyết, hắn hàn băng quy luật, vào giờ khắc này đạt tới một cái kinh khủng bước. Nước biển ngưng tụ thành cục băng, lạnh như băng kiếm khí, để cho bọn họ đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Ở phía sau võ giả, không nhịn được run run, cổ hàn khí kia, quá lạnh. Lý Linh sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cổ chí mạng nguy cơ, mới vừa muốn chạy trốn, nhưng phát hiện hắn hai chân bị đông lại, hơn nữa mắt thường có thể thấy được tốc độ, đông toàn thân. Đâm! Diệp Thần vẫy tay một kiếm hạ xuống, toát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm chém ra, hắn bóng người tại chỗ biến mất. Oanh! Kiếm quang tiếp xúc Lý Linh trong nháy mắt, bỗng nhiên nổ, trên người hắn cục băng nổ tung. Cả người trên dưới không có bất kỳ màu máu, trong miệng khạc ra một búng máu. Nhất kích để cho hắn người bị thương nặng. Hắn bây giờ, đầy mắt đều là sợ hãi, cũng không muốn lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ muốn thoát đi. Hắn ý tưởng mới xuất hiện, đột nhiên thấy một món kiếm quang. Bây giờ hối hận, đã muộn. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, truyền vào hắn bên tai. Sắc sắc, một cái đầu lâu lăn xuống, máu tươi phún ra ngoài, nhỏ xuống ở trên gò má của hắn mặt. Một kiếm hạ xuống, trực tiếp chặt đứt Lý Linh đầu lâu. Lý Linh cũng không phải là không mạnh, nếu như ban đầu coi trọng Diệp Thần mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết thảm. Chí ít nhất định có quanh co năng lực. Ở Diệp Thần đánh chết Lý Linh một khắc kia, ngay tức thì đưa tới sóng to gió lớn. Hậu phương võ giả, xì xào bàn tán, nhìn Diệp Thần bóng người, trong mắt một chút sợ hãi. Thậm chí có chút võ giả, hai chân cũng đang phát run. Tạo hóa cảnh cường giả, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết. Tự tìm cái chết. Phương lão ngay tức thì giận dữ, Lý Linh nhưng mà một cổ tốt chiến lực, lại chết ở tộc người con kiến hôi trước mặt. Giờ khắc này, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, chán khóa chặt, ở phương lão xông tới trong nháy mắt. Hắn bóng người điên cuồng lui về phía sau, tạo hóa cảnh đỉnh cấp, hắn giết không chết. Phương lão vung tay lên, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu mặt, xuất hiện một cái to lớn trận văn. Cái trận này văn phía trên phủ đầy màu xanh đường vân, đè nén hơi thở xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng. Ông, ông, ông. Trận văn phát ra ông ông tiếng vang. Hơi thở trực tiếp phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt nhẹ biến đổi, bước ra bước chân bóng người muốn chạy trốn, nhưng phát hiện căn bản nhúc nhích không được. Cái trận này văn phía trên có một cổ to lớn giam cầm lực, hoàn toàn không nhúc nhích được. Chém! Nếu đã không thể lui được nữa, Diệp Thần quyết định lấy lực phá lực. Diệp Thần nâng lên trong tay huyết ma kiếm, bất hủ kiếm ý điên cuồng phun phát ra ngoài. Đâm, đâm! Kiếm khí hóa thực, ngưng tụ ở chung quanh hắn, kiếm khí xen lẫn, trên mình bất hủ chiến ý, điên cuồng bùng nổ. Một kiếm này thề phải chọc phá trời. Màu xanh trận văn không ngừng rơi xuống, chấn áp hơi thở, để cho Diệp Thần thân thể run rẩy không ngừng. Chém! Diệp Thần bàn tay vừa rơi xuống, bỗng nhiên bây giờ chém xuống đi, một kiếm muốn chém chín tầng trời. Oanh! Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kiếm khí không ngừng tiêu tán. Ngược lại trận văn phía trên, liền một chút vết rách cũng không có xuất hiện. Phương lão ngừng tụ trận văn, lực phòng ngự kinh người. Diệp Thần cau mày, hắn đã không có quá nhiều thời gian suy tính, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không một khi bị hoàn toàn trấn áp, hắn liền xoay người cơ hội cũng không có. Tộc người con kiến hôi, không cần vùng vẫy, ta vạn năm thần trận, ngươi không phá nổi. Phương lão một đôi trong tròng mắt híp nụ cười. Muốn phải phá hắn trận văn, làm sao có thể? Dù là tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng cần toàn lực đánh 2 giờ. Diệp Thần bên trong đôi mắt lóe lên điên cuồng thần sắc, hắn tuyệt đối không thể bị trấn áp tại nơi này. Đến lúc đó Khâu Hải chạy trốn, làm sao sẽ quản hắn sống chết? Diệp Thần thu hồi huyết ma kiếm, rất miễn cưỡng nâng lên cánh tay, một đôi không tính là khoan hậu bàn tay, dán vào trận văn phía trên. Oanh! Hắn thân thể không ngừng hạ xuống, trên cánh tay mặt nổi gân xanh, trên mặt thống khổ thần sắc. Sắc sắc, không biết tự lượng sức mình. Phương lão cười lạnh một tiếng,
trận văn sức nặng, căn bản không phải Diệp Thần có thể tiếp nhận. Nếu như là tạo hóa cảnh đỉnh cấp còn thiếu không nhiều. À, Diệp Thần phát ra tức giận gầm thét, đôi cánh tay sớm đã là màu máu. Tay hắn khuỷu tay khúc, đầu phẩy một cái, trong tròng mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc. Cho ta lên. Diệp Thần điên cuồng gầm thét, bất hủ ý chí, cưỡng ép chống đỡ hắn. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Hắn còn muốn trấn áp một cái thời đại, ban đầu khi dễ người hắn, thù còn chưa báo. Ta có cả người bất khuất ngạo cốt, một cái nho nhỏ trận văn, cho ta lên. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này hắn trong đầu đột nhiên hiểu ra cái gì, trong thân thể truyền tới một tiếng nổ vang. Bất hủ kiếm ý cũng tốt, bất hủ ý chí cũng được, cần chính là một viên vô địch lòng. Tình huống gì? Phương lão phát hiện mình trận văn, lại chậm rãi nâng lên. Cái này. Phương lão khóe miệng không nhịn được co quắp một chút. Làm sao có thể? Rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt? Giờ khắc này, hải tộc hỏng mất. Bọn họ gặp qua không thiếu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà và Diệp Thần so với, cảm giác liền một đầu ngón tay cũng không bằng. Diệp Thần cánh tay không ngừng trực khởi tới, hắn ngẩng đầu lên, một đôi máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm hải tộc. Làm Phương lão bọn họ thấy Diệp Thần ánh mắt thời điểm, nội tâm nhẫn không ngừng run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì trong mắt, tựa như đến từ cửu u ác ma, không xen lẫn bất kỳ cảm tình, chỉ có vô cùng sát ý vô tận. Nếu ngươi thích trận văn, không bằng thử một chút uy lực. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nụ cười có chút thê thảm, nhưng mà hắn trong tròng mắt sát ý, làm sao vậy không che giấu được. Cho ta cút. Diệp Thần dùng hết toàn thân khí lực, cánh tay bộc phát ra kinh khủng lực đạo, đem đỉnh đầu hắn phía trên trận văn trực tiếp ném ra. Trời à! Mọi người tức giận mắng một tiếng, thấy một cái to lớn trận văn phóng tới, một đôi run rẩy cẳng chân, cũng không nhịn được nữa, điên cuồng chạy trốn. Trận này văn nếu như nện ở trên người của bọn họ, không chết vậy được biến thành một đoàn thịt nát. Hô! Diệp Thần thật sâu hút ra một hơi. Một đôi tay run rẩy cánh tay, sắp nứt ra vậy. Chiến. Dù cho thân thể thừa nhận đau đớn kịch liệt, hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Bây giờ bọn họ hai người bây giờ, đã không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng. Diệp Thần móc ra 10 chuôi hợp đạo thần khí và 2 kiện thời không chi binh, khóe miệng một món tàn nhẫn nụ cười. Vèo. Ngàn binh bảo. Ông. 10 chuôi hợp đạo thần và 2 kiện thời không chi binh, truyền tới kinh khủng hơi thở. Toàn bộ mặt biển mơ hồ đang run rẩy, ở Diệp Thần chung quanh tạo thành một cái thủy long cuốn. Nổ một phiến chung quanh, toàn bộ đều là vô biên vô tận máu, máu đỏ tươi nước, dị thường gay mũi. À, người cái tiểu xúc sinh. Phương lão cũng không nhịn được nữa, cả người bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Vì đối phó một nhân tộc con kiến hôi. Lại tổn thất cường giả tạo hóa cảnh. Dù là bọn họ hải tộc cường giả không thiếu, vậy không tránh khỏi như vậy tổn thất. Phương lão ra tay một cái, mang ngập trời hơi thở, nhưng mà Diệp Thần căn bản không suy nghĩ và hắn tác chiến. Theo tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại, cứng đối cứng, đây hoàn toàn chính là tìm chỗ chết tồn tại. Bây giờ hắn chỉ cần kéo Phương lão liền có thể, cùng Khâu Hải luyện hóa ngàn năm bông tuyết, tự nhiên sẽ trấn áp hết thảy. Diệp Thần mặc dù không cuống cuồng, nhưng mà Phương lão cuống cuồng, nếu như cùng tộc trưởng tới đây, thấy hắn liền một nhân tộc con kiến hôi cũng không bắt được, hắn còn mặt mũi nào mặt. Phương lão cầm ra liều mạng khí thế, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, nhưng mà Diệp Thần cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, giống như một cái cá trạch vậy. Căn bản không cho đối phương cơ hội. Đột nhiên, ông, vào lúc này, Diệp Thần và Phương lão thân thể. Đột nhiên động một cái không nhúc nhích. Cả người bị giam cầm. Không tốt, tinh khiếu cảnh cường giả. Dù là Phương lão cũng không thể giam cầm hắn, duy nhất có thể chính là tinh khiếu cảnh cường giả ra tay. Lão Phương, lúc nào, một nhân tộc con kiến hôi đều không có thể giải quyết. Giờ phút này truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng, ở Phương lão bên người, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Diệp Thần thấy đầu tiên nhìn. Cũng cảm giác sâu không lường được. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt tinh khiếu cảnh cường giả, căn bản không có phản kháng chút nào khí lực. Dù là mượn luân hồi mộ địa đại năng lực lượng,
Dẫu sao luân hồi mộ địa vậy có hạn chế. Tộc trưởng, lão phu. Phương lão một mặt xấu hổ thần sắc, cả người gò má, đau rát đau. Hắn nhưng mà tạo hóa cảnh đỉnh cấp, nhưng chậm chạp cầm không người kế tiếp tộc con kiến hôi. Một gương mặt già nua toàn bộ đều bị ném sạch. Khâu Hải, cần gì phải còn muốn u mê không tỉnh. Một câu nói để cho Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, trên mặt không có chút nào màu máu. Khâu Hải ở ngàn năm bông tuyết trước mặt, thân thể đứng lên, một đôi thâm thúy tròng mắt nhìn hắn. U mê không tỉnh, ha ha ha, ngươi trấn áp ta ở băng lao ngàn năm, chúng ta bây giờ không phải ngươi chết chính là ta sống. Khâu Hải nhìn một cái Diệp Thần, điểm ngón tay một cái, một đạo ánh sáng trực tiếp rơi vào hắn trên thân thể mặt. Diệp Thần giãy giụa thân thể một chút, đi thẳng tới Khâu Hải sau lưng. Hắn không biết Khâu Hải khôi phục bao nhiêu thực lực, nhưng bây giờ vậy duy chỉ có Khâu Hải có thể chống lại. Ai, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, giao ra trấn tộc chi bảo, ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Khâu Thiên tiếng nói vừa dứt, cả người thân thể trực tiếp xông tới. Kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nếu như ngươi có thể rời đi liền rời đi đi, đây là ta ân oán cá nhân. Khâu Hải hướng về phía Diệp Thần sau khi nói xong, xoay người xông tới. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhìn một cái bốn phía, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn vốn là suy nghĩ bây giờ trực tiếp thoát đi, còn như Khâu Hải và Khâu Thiên sống chết, hắn mới không sẽ quan tâm. Chỉ bất quá bên cạnh có một cái Phương lão mắt lom lom. Hắn một khi chạy trốn, lập tức liền sẽ kinh động đối phương. Diệp Thần quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi một cái cơ hội, lại chạy đi. Tộc người con kiến hôi, hôm nay ta để cho ngươi chết. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Phương lão đã xông lại, nhướng mày một cái. Cái này Phương lão thật sự là âm hồn không tiêu tan. Bây giờ Phương lão cũng sớm đã cầm Diệp Thần làm hắn sỉ nhục, không giải quyết Diệp Thần thề không bỏ qua. Bây giờ Diệp Thần đã trở thành hắn tâm ma. Không thân tay giết chết Diệp Thần mà nói, căn bản không biện pháp tiến thêm một bước. Chiến! Diệp Thần trên mình một cơn tức giận, cái này không theo không buông tha, thật làm hắn là trái hồng mềm, tùy ý khi dễ. Huyết ma kiếm nắm trong tay, bất hủ kiếm ý hoàn toàn tràn ngập ra. Tuế nguyệt sát kiếm. Trên người thời gian pháp tắc, tràn ngập ở chung quanh, năm tháng lực lượng, không ngừng xâm lược Phương lão thân thể. Trong một cái chớp mắt này, Phương lão tốc độ, không ngừng đổi được chậm chạp. Chém. Một kiếm chém hết Bích Lạc suối vàng, nước biển chung quanh bị cắt kim loại thành hai nửa. Trên người hắn sát ý, điên cuồng tràn ra, vung tay lên, một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Làm xong hết thảy các thứ này. Diệp Thần cũng không có dừng lại, ngược lại cầm ra 10 chuôi hợp đạo thần khí và 3 chuôi thời không chi binh. Ta cũng không tin, nổ không chết ngươi. Diệp Thần trong mắt tràn đầy bạo ngược thần sắc, tượng đất còn có 3 phần lửa, huống chi hắn như vậy bạo nóng này. Chém xuống một kiếm đi, cũng không có thực chất tính tổn thương, Phương lão lực phòng ngự, trước mắt căn bản đánh không phá. Một kiếm này, Diệp Thần vậy không muốn để cho Phương lão người bị thương nặng. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả, há là như thế dễ dàng bị đánh bại. Ở một kiếm chém đi ra thời điểm, Diệp Thần không biết lúc nào, đã tới Phương lão bên người. Phương lão mới vừa mở mắt ra, liền thấy Diệp Thần đã thần không biết quỷ không hay đi tới bên người. Lúc đầu xem đến Phương lão thấy Diệp Thần, bên trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Chỉ bất quá thấy Diệp Thần trong tay thời không chi binh, khóe miệng không nhịn được hung hăng co quắp. Lần đầu tiên thấy Diệp Thần ngàn binh bạo uy lực thời điểm, để cho hắn cũng dọa cho giật mình. Bây giờ Diệp Thần cầm ra 3 chuôi thời không chi binh, còn được. Hắn mặc dù phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cũng không có tự phụ đến, không e ngại bất kỳ công kích. Thấy đầu tiên nhìn, hắn chỉ muốn một chữ, chạy. Ngàn binh bạo. Diệp Thần trên mặt vạch qua một tia cười nhạt, bây giờ muốn chạy. Quá muộn. Vào giờ khắc này. Hợp đạo thần khí và thời không chi binh phát ra ông ông tiếng vang, hủy thiên diệt địa hơi thở, giống như diệt thế sấm sét như nhau. Oanh! Nổ trong nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp rút lui và Phương lão kéo ra khoảng cách. Thần binh tiếng nổ, thật lâu không ngừng, kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh.
Diệp Thần nơi này nổ vang, đưa tới Khâu Hải và Khâu Thiên hai người chú ý. Khâu Hải lông mày nhẹ nhíu một cái, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thần hồn của ngươi hao phí quá nhiều, ta lực lượng ngươi bây giờ đã không cách nào nhận chịu. Ngự thú linh thần đột nhiên mở miệng. Diệp Thần từ nửa bước tiên tôn cảnh giới, điên cuồng rơi vào hỗn nguyên cảnh. À, ngươi con kiến hôi. Phương lão từ phạm vi nổ bên trong lao ra, trên mặt một khối vết sẹo, da thịt đều bị nổ tung. Diệp Thần một kích này để cho hắn bị không nhẹ thương thế. Hắn thân là Phương lão dưới một người trên vạn người, lại bị một con kiến hôi cho đánh trọng thương. Phương lão bóng người, liều chết xông tới, dựa vào Diệp Thần cảnh giới căn bản không biện pháp ngăn cản. Làm! Diệp Thần tốc độ phản ứng cực nhanh, ở Phương lão đại tay rơi xuống ngay tức thì, nâng lên huyết ma kiếm tới đón đỡ. Oanh! Một chưởng đi xuống, Diệp Thần bóng người bay bắn ra, khóe miệng tràn ra một búng máu. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên tai vang lên một giọng nói, tới nơi này đi. Là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần mừng rỡ khôn kể xiết, vội vàng hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương phương hướng chỉ đi. Tiểu tạp chủng, người còn muốn trốn. Phương lão cây bản không có chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Bây giờ Diệp Thần rơi vào hỗn nguyên cảnh, hắn một cái tay là có thể ngược giết. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Diệp Thần chui vào một nơi trong sơn động, Phương lão theo sát phía sau. Ngươi cái tiểu tạp chủng, tuyệt lộ đi. Phương lão đi tới hang núi, thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn, ngay tức thì mừng rỡ. Diệp Thần sau lưng đã bị đóng chặt đóng, bây giờ Diệp Thần không đường có thể lui, hoàn toàn chính là một cái dê con đợi làm thịt. Tận tuyệt như vậy giai cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Giết! Phương lão giận quát một tiếng. Bóng người bỗng nhiên bây giờ xông lại. Kinh khủng hơi thở, để cho Diệp Thần cảm giác dị thường kiềm chế, tựa như cả người thân thể cũng không thể nhúc nhích. Đây cũng là vận may đỉnh cấp, nửa bước tinh khiếu tồn tại. Ngay tại Phương lão nhất kích muốn chạm được Diệp Thần thời điểm, một cái bầu rượu ngay tức thì chắn Diệp Thần trước người. Hết thảy lực lượng ngay tức thì hóa thành hư vô. Phương lão ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên ra tay. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, một cái lười biếng ông già từ trong bóng tối đi ra. Vừa đi vừa nói, ta vốn là chỉ bất quá muốn cho thằng nhóc này cầm một quả tử tinh thần tủy mà thôi, lại không nghĩ rằng, có một số việc vẫn là không cách nào dự liệu. Ngươi rời đi đi, ta không muốn ra tay. Vĩnh Hằng Thánh Vương chỉ như vậy chắn Diệp Thần trước người, lại là hư không một chảo, một cái bầu rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Phương lão tự nhiên không thể nào rời đi. Hắn con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Thánh Vương nói, ngươi có biết nơi này là hải tộc. Ngươi như nhúng tay nữa chuyện này, ta liền để cho ngươi hối hận cả đời. Phốc suy, Diệp Thần chân thực không nhịn được, cười lên. Hắn mặc dù không biết Vĩnh Hằng Thánh Vương kết quả mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải La Sát Biển hải tộc có thể chống lại. Vĩnh Hằng Thánh Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, à, lãng phí ta một giọt rượu ngon. Bởi vì ta ra tay không thể bị người bất kỳ phát hiện, cho nên, diệt đi. Lời nói rơi xuống, một giọt rượu bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào Phương lão trên mình. Rồi sau đó, Phương lão tròng mắt trợn to, hắn phát hiện mình thân thể ở tiêu tán. Tử vong đang lan tràn. Cái này, đây là tuyệt thế cường giả. Hết thảy bụi bặm lắng xuống, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn về phía Diệp Thần, ta vốn không muốn nhúng tay chuyện ngươi. Nhưng là vạn kiếm đế cung cần ngươi, ta bây giờ đưa ngươi rời đi đi. Ngươi ở nơi này trì hoãn quá lâu. Còn như hải tộc sự việc, liền do chính bọn họ giải quyết. Ta sẽ tạm thời bảo ngươi sát tông. Còn nữa, tử tinh thần tủy thật tốt giữ lại, cái này rất mấu chốt. Vĩnh Hằng Thánh Vương lời nói rơi xuống, cuồng phong vũ động, Diệp Thần liền phát hiện mình thân thể thẳng xông lên mặt biển. Huyết sát đảo bên trong, Ngưu lão. Kỳ lão, Lương Tuyết Nguyệt, Đoan Mộc Nhan bọn họ, tại đại điện bên trong lo lắng. Diệp Thần đến bây giờ vậy không có tin tức, ai biết bị hải tộc bắt đi, sẽ bị khốn nhiều ít năm. Bọn họ duy nhất biết, trước mắt Diệp Thần không có nguy hiểm tánh mạng. Không tốt, có chí cường giả. Ngưu lão đột nhiên đứng lên, cả người tràn đầy lực lượng, tuyệt đối là vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại. Tất cả mọi người, chuẩn bị rút lui.
Tinh khiếu cảnh cường giả, bọn họ căn bản không có đánh một trận dũng khí, đây không phải là người nhiều có thể giải quyết sự việc. Ngưu lão, không cần lo lắng, là ta. Giờ phút này truyền tới một giọng nói, mọi người trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Diệp Thần trở về. Giờ phút này Diệp Thần tới đến đại điện, hắn đi theo phía sau Vĩnh Hằng Thánh Vương. Ngưu lão nhìn một cái Diệp Thần sau lưng Vĩnh Hằng Thánh Vương, sau đó mở miệng nói, tông chủ, vị này là. Diệp Thần khí tức bây giờ, rõ ràng cho thấy hỗn nguyên cảnh, duy chỉ có sau lưng một cái ông già, để cho người nhìn không thấu. Diệp Thần biết rõ Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ, cũng không nói nhảm, bỏ lại một quả ngọc bội, ta có thể cần phải rời khỏi một đoạn thời gian, sát tông hết thảy liền giao cho các ngươi. Nếu như sát tông xuất hiện bất kỳ chuyện, thời gian đầu tiên bóp vỡ khối ngọc bội này, ta tự nhiên sẽ chạy tới. Diệp Thần vừa nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt, nói, còn nữa, Kỳ Lâm nếu như tỉnh lại, vậy thời gian đầu tiên thông báo ta. Lương Tuyết Nguyệt bản muốn hỏi cái gì, nhưng là giao phó xong Diệp Thần đã biến mất ở đại điện. Diệp Thần không thể đợi thêm nữa. Bây giờ Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ, đạt tới trạng huống gì, hắn một mực không biết. Giờ phút này, Vạn Kiếm Đế Cung ngoài ngàn dặm, một đạo thân ảnh ngự kiếm phi hành. Mặt hắn lên tràn đầy vẻ lo lắng. Chính là Thanh Kiếm Tiên Tôn. Hắn bản dựa theo băng xương kiếm thần ý nghĩa đi Linh Ma Cốc mời người. Nhưng mà, Linh Ma Cốc vị cường giả kia vẫn như cũ đang bế quan, hắn thậm chí liền một mặt cũng không thấy được. Thanh Kiếm Tiên Tôn đợi một ngày lại một ngày, biết rõ không có kết quả, chỉ có thể rời đi Linh Ma Cốc, một đường hư không phi hành, ngựa không ngừng vó đuổi hướng Vạn Kiếm Đế Cung. Ở cách Vạn Kiếm Đế Cung ngoài ngàn dặm, hắn ngừng lại. Nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ Vạn Kiếm Đế Cung đều bị trận pháp bao phủ. Bầu không khí cực kỳ cổ quái. Cái này, đây là Vạn Kiếm Đế Cung cấm kỵ trận pháp. Trận pháp bên trong, cảnh giới tu vi áp chế, chỉ có tạo hóa cảnh. Thanh Kiếm Tiên Tôn biết, Vạn Kiếm Đế Cung khẳng định đến thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không tuyệt đối sẽ không dẫn động trận pháp. Này chỉ có thể thuyết minh, Vạn Kiếm Đế Cung dự định dốc toàn lực. Không nghĩ tới, ở bên ngoài vẫn có thể phát hiện Vạn Kiếm Đế Cung trưởng lão. Ngay tại lúc này, ở Thanh Kiếm Tiên Tôn bên cạnh, đột nhiên truyền tới một đạo âm trầm thanh âm. Thanh Kiếm Tiên Tôn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện ít nhất có 10 tên cường giả tạo hóa cảnh, cầm hắn bao vây. Từng đạo bóng người lóe ra, toàn bộ đều là Bách Tiên Vương Cung cường giả. Những cường giả này sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Kiếm Tiên Tôn. Thanh Kiếm Tiên Tôn cả người cau mày, hôm nay muốn làm tốt, căn bản không có thể. Chỉ có đánh một trận. Thanh Kiếm Tiên Tôn cầm chặt kiếm trong tay, khí thế toàn thân trực tiếp bộc phát ra, không chỉ có như vậy, hắn tay trái len lén cầm ra một cái trận kính pháp bảo, đặc biệt ghi chép xuống hết thảy các thứ này. Hắn biết chuyến này giữ nhiều lành ít. Hắn ở cùng một người. Chính là Diệp Thần. Bách Tiên Vương Cung bên này. 10 tên cường giả tạo hóa cảnh trực tiếp xông tới, khí thế kinh khủng bộc phát ra, để cho người sợ hết hồn hết vía. Thanh Kiếm Tiên Tôn trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lớn một tiếng, mượn mặt đất lực lượng trực tiếp bay về phía hư không. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, Thanh Kiếm Tiên Tôn một tay một kiếm điên cuồng thúc dục trong cơ thể lực lượng. Lần này hắn biết không chạy khỏi, nhưng là có thể giết một cái cũng coi là không thua thiệt. Thanh Kiếm Tiên Tôn một bộ liều mạng khí thế, hoàn toàn hù dọa Bách Tiên Vương Cung cường giả. Tạm thời bây giờ, Bách Tiên Vương Cung cường giả có chút tay chân luống cuống. Thanh Kiếm Tiên Tôn bắt cơ hội, không để ý tự thân thương thế, một kiếm trực tiếp chém giết một người. Tự tìm cái chết. Một người tạo hóa cảnh tầng 6 thiên cường giả, vung tay lên, kinh khủng thần thông, ầm ầm bây giờ rơi xuống. Thanh Kiếm Tiên Tôn bản thân ngay tại bị vây công. Một cái tát rơi xuống, hắn khạc ra một búng máu, cả người sắc mặt sát trắng. Cũng chỉ ở hắn dừng lại trong nháy mắt, ở Thanh Kiếm Tiên Tôn sau lưng, Bách Tiên Vương Cung cường giả, một kiếm chém vào hắn sau lưng mặt. Đáng chết! Thanh Kiếm Tiên Tôn kêu thảm một tiếng, cả người trong mắt đều biến thành màu đỏ như máu, máu tươi chảy trên mặt đất, hắn cả người thở hồng hộc. Trên tay nắm kiếm, cũng ở run rẩy không ngừng. Giết! Thanh Kiếm Tiên Tôn giống như một cái người điên, chẳng ngó ngàng gì tới, cầm chặt kiếm trong tay, cố gắng quơ múa.
Nhưng mà Bách Tiên Vương cung cường giả, làm sao có thể cho hắn cơ hội, còn thừa lại 9 người đồng loạt ra tay, trực tiếp trấn áp Thanh Kiếm Tiên Tôn. 9 lớn cường giả tạo hóa cảnh ra tay, Thanh Kiếm Tiên Tôn căn bản không có bất kỳ cơ hội. Cả người vết thương chồng chất, giống như một cái người máu, nhìn hình dáng dị thường khủng bố. Hắn nằm trên mặt đất, len lén cầm ra trận kính pháp bảo, che giấu ở vàng trong cát. Cầm hắn mang đi, nói không chừng có thể hỏi ra một ít chuyện tình. Một người trong đó mở miệng, bắt Thanh Kiếm Tiên Tôn cổ áo, xoay người rời đi. Nửa ngày sau, đột nhiên, một đạo thân ảnh rơi xuống. Chính là Diệp Thần. Bởi vì có Vĩnh Hằng Thánh Vương trợ lực, Diệp Thần nửa ngày thời gian liền xuất hiện ở Vạn Kiếm Đế Cung ra. Ngàn dặm bên trong một phiến cát vàng, loáng thoáng vẫn có thể thấy trận pháp đang chuyển động. Diệp Thần nhìn chung quanh, có thể tưởng tượng, trận chiến này rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm, cũng không biết Vạn Kiếm Đế Cung bây giờ tình huống gì. Vốn là Diệp Thần dự định chạy thẳng tới Vạn Kiếm Đế Cung đi, lại đột nhiên chú ý tới cát vàng vết máu phía trên. Diệp Thần cau mày, bây giờ Vạn Kiếm Đế Cung bị trận pháp bao phủ, người bất kỳ cũng sẽ không đi ra. Cũng chỉ có Thanh Kiếm Tiên Tôn sẽ đến, chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện. Diệp Thần ở khắp nơi tra xem, đột nhiên thấy một phiến cát vàng hạ lộ ra một góc gương. Hắn sải bước đi tới, nhặt lên, đúng lúc là Thanh Kiếm Tiên Tôn lưu lại trận kính pháp bảo. Cái này mặt trên còn có Thanh Kiếm Tiên Tôn hơi thở. Chẳng lẽ là Thanh Kiếm Tiên Tôn lưu lại? Diệp Thần không nói nhảm nữa, bước ra một giọt máu tươi, ngưng tụ ở trận kính trên. Ngay tức thì, hình ảnh lóe lên. Một màn nhìn thấy mà giật mình. Bách Tiên Vương cùng bắt Thanh Kiếm Tiên Tôn sự việc cũng ghi chép ở phía trên. Diệp Thần sau khi xem xong trực tiếp cầm trận kính pháp bảo ném vào luân hồi mộ địa bên trong, trên mặt sát ý vẫy không đi. Thanh Kiếm Tiên Tôn cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Thanh Kiếm Tiên Tôn là hắn tiếp xúc vị thứ nhất trừ nghĩa địa đại năng bên ngoài Vạn Kiếm Đế Cung cường giả. Chính trực thêm hiền lành. Hơn nữa, hồn tộc sự việc, để cho hắn thiếu Thanh Kiếm Tiên Tôn một phần nhân tình. Bất kể như thế nào, hắn không thể ngồi chờ chết. Dưới mắt, Vạn Kiếm Đế Cung căn bản không có thể cứu Thanh Kiếm Tiên Tôn. Chỉ có dựa vào hắn. Mà Thanh Kiếm Tiên Tôn lưu lại vật này, chính là ở cùng hắn. Phần này tín nhiệm, hắn không thể chịu đựng, vậy phải chịu đựng à. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Dẫu sao chung quanh đều là thế lực cao cấp. Nơi này cũng không chỉ có cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí có thể có tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh tồn tại. Hắn bây giờ liền tạo hóa cảnh bên trong hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể chống cự, huống chi tinh khiếu cảnh và niêm phong cửa cảnh à. Ngay tại lúc này, Ngự thú linh thần nhưng là mở miệng nói, thằng nhóc, cái này Vạn Kiếm Đế Cung mở ra cấm kỵ trận ngược lại có chút ý nghĩa. Khả năng này là Vạn Kiếm Đế Cung lớn nhất lá bài tẩy, dẫu sao có thể ép đi chung quanh chí cường tồn tại. Ta có thể chính xác nói cho ngươi, chu vi ngàn dặm, cố nhiên có thế lực cao cấp, nhưng nhất cao không quá tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Còn như tinh khiếu cảnh, thậm chí còn niêm phong cửa cảnh, bọn họ đều không cách nào chịu đựng nơi này lực lượng. Nói cách khác, ở nơi này, có được trời ưu đãi ưu thế. Dẫu sao người bùng nổ chiến lực mạnh nhất cũng là tạo hóa cảnh. Có lẽ, vận mệnh cho phép, cái này ngàn dặm chi địa không riêng gì Vạn Kiếm Đế Cung và rất nhiều thế lực cao cấp chiến trường. Lại là ngươi Diệp Thần có thể lưu lại lưu danh sử xanh một khoản chiến trường. Nhưng là, người phải suy nghĩ kỹ hậu quả, một khi bước vào, ý tứ là trước người muốn cùng Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp kết thù. Diệp Thần nghe được câu này, không có bất kỳ do dự, bước ra một bước, ta đã đáp ứng Băng Kiếm Tiên Tôn, bảo vệ Vạn Kiếm Đế Cung. Nếu thế giới này không có trật tự, sẽ để cho ta trở thành trật tự, nếu không có ai thi hành công lý, sẽ để cho ta trở thành công lý. Ta Diệp Thần, hôm nay, liền cùng những thứ này thế lực cao cấp khai chiến. Diệp Thần nghĩ rõ ràng hết thảy, biết không có thể lãng phí nữa thời gian. Hắn có thể phân biệt ra được. Mang đi Thanh Kiếm Tiên Tôn, là Bách Tiên Vương cung thế lực. Hắn càng trì hoãn một phút, Thanh Kiếm Tiên Tôn nguy hiểm thì càng sâu một tầng. Hắn theo Bách Tiên Vương cung mang đi Thanh Kiếm Tiên Tôn phương hướng điên cuồng đi đường. Dưới mắt, ở Vạn Kiếm Đế Cung ngàn dặm bên trong cường giả, sẽ không vượt qua tạo hóa cảnh.
hắn nếu như đem hết toàn lực, có sức đánh một trận. Thương khung vậy dần dần tối xuống, nửa đêm buông xuống. Nửa đêm chiếm đoạt hết thảy, mà Diệp Thần bước chân dần dần dừng lại, hắn có thể thấy, Bách Tiên Vương cung chỗ đóng trại bên kia đèn đuốc sáng rực. Người nào? Ở cửa hai tên hộ vệ thực lực không hề mạnh, dẫu sao ai cũng chưa từng nghĩ sẽ có người tìm tới cửa. Vạn kiếm đế cung tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể giúp lại cung điện bên trong, lại làm sao có thể mạo hiểm đánh bất ngờ. Giữ cửa hộ vệ chỉ có hợp đạo cảnh, Diệp Thần mắt lạnh vừa thấy, cầm ra máu ma kiếm, trực tiếp chém xuống một kiếm. Sắc sắc, đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt liền kinh động người ở bên trong. Người nào gây chuyện? Vèo vèo vèo. Từng đạo hơi thở xông lại, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện mấy tên tạo hóa cảnh cường giả. Bởi vì vạn kiếm đế cung trận pháp xuyên cớ, bọn họ đều bị trấn áp tại tạo hóa cảnh. Cầm thanh kiếm tiên tôn giao ra. Diệp Thần nhìn hai người cường giả tạo hóa cảnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Những người này đều đáng chết. Hai người cường giả tạo hóa cảnh, cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, sau đó vui vẻ cười to. Một mình ngươi hỗn nguyên cảnh con kiến hôi, cũng dám tới cứu người. Ai cho ngươi can đảm? Ta xem thằng nhóc này thất tâm phong, dám đến chúng ta Bách Tiên Vương cung địa bàn cần người. Diệp Thần trên mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy mà lúc này, ngoài ra một người cường giả tạo hóa cảnh lao ra, trong tay xách theo, chính là Thanh Kiếm Tiên Tôn. Thanh Kiếm Tiên Tôn thấy Diệp Thần, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Hắn vốn là suy nghĩ lưu lại trận kính pháp bảo, là hy vọng vạn kiếm đế cung người thấy có thể cứu hắn, hắn thậm chí nghĩ tới có thể hay không bị Diệp Thần phát hiện, ai biết Diệp Thần thật chạy tới. Liền một mình ngươi con kiến hôi cũng muốn cứu người. Ngươi xác định ngươi có cái này tư cách. Cái đó Bách Tiên Vương cung cường giả cười lạnh một tiếng. Mấy ngày nay, hắn hưởng thụ hành hạ vạn kiếm đế cung khoái cảm. Ở hắn trong mắt, ngày xưa bá chủ, lâm vào là chó nhà có tang. Mặc dù bây giờ, bởi vì vạn kiếm đế cung trận pháp nguyên nhân, hết thảy áp chế. Nhưng là dưới mắt thế cục, định trước không cách nào thay đổi. Hắn thực lực lại bị áp chế, cũng là tạo hóa cảnh. Chẳng lẽ một cái hỗn nguyên cảnh có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp? Thằng nhóc, xem trên mình ngươi quần áo cũng không phải vạn kiếm đế cung. Chẳng lẽ ngươi là lão đầu này con riêng? Vẫn là nói ngươi muốn làm vạn kiếm đế cung chúa cứu thế. Ha ha, thứ không biết chết sống, ta liền để cho ngươi xem, Bách Tiên Vương cung uy tín là dạng gì? Dứt lời. Cái đó tạo hóa cảnh cường giả, một kiếm đâm vào thanh kiếm tiên tôn trên cánh tay mặt, máu tươi tung tóe, truyền tới hắn phách lối tiếng cười. Thanh kiếm tiên tôn đau mặt không khác hoàn toàn, bất quá lại không có gọi ra, cả người trên mặt, thương trắng không màu, ở hắn sau lưng còn có vô số vết thương. Cái này hai ngày hắn chịu hết hành hạ, những người này vẫn muốn hắn làm phản đồ, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp phá hỏng trận pháp, bất quá thanh kiếm tiên tôn vẫn không có đồng ý. Phản bội tông môn loại chuyện này, hắn làm sao có thể làm được? Diệp Thần cả người thốt nhiên giận dữ, trong tay huyết ma kiếm, phát ra ông ông tiếng vang, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn chảy xuống. Tự tìm cái chết. Trong nội tâm hắn mặt một khoang lửa giận, lại cũng không thể chú ý như thế nhiều, cả người bay đi, một kiếm trực tiếp chém xuống đi. Kiếm khí quấn quanh ở máu hắn ma trên thân kiếm mặt, một đạo kiếm quang sáng chói. Khoảnh khắc bây giờ đổi rơi xuống. Oanh! Cực hạn kiếm quang xông về một người cường giả tạo hóa cảnh. Bách Tiên Vương cung bên này, tạo hóa cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, cũng dám ở bọn họ trước mặt càn rỡ. Không biết sống chết, chỉ gặp cường giả tạo hóa cảnh trong tay, xuất hiện một chuôi chiến đao, giơ tay lên, một đao điên cuồng chém đã qua. Kiếm quang và ánh đao hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Bộc phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Diệp Thần trên mặt không có chút nào do dự, ở nửa đêm bên trong giống như quỷ mị giống vậy bóng người, liều chết xung phong đi. Trình Đỗ, người đi giải quyết hắn. Tay xách thanh kiếm tiên tôn cường giả trực tiếp mở miệng. Một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới mà thôi, để cho một người cường giả tạo hóa cảnh đi giải quyết, cảm giác cũng có một chút hết giá trị con người. Trình Đỗ bất đắc dĩ gật đầu một cái, xách chiến đao. Bỗng nhiên bây giờ xông tới. Chung quanh tiếng vang,
cũng sớm đã kinh động Bách Tiên Vương cung đệ tử, từng cái cầm vũ khí, đứng ở cường giả tạo hóa cảnh sau lưng. Trình Đỗ đang đến gần Diệp Thần thời điểm, nâng lên trong tay chiến đao, một đao rơi xuống. Cái này một đao, hắn thề tất muốn giải quyết Diệp Thần. Một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, có thể chết ở trên tay hắn, cũng coi là vinh hạnh. Vào lúc này, Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý hoàn toàn bùng nổ, giơ tay lên chính là một kiếm. Đâm! Ánh lửa lần lượt thay nhau, một cổ trọng lực đè ở Diệp Thần trên mình, để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Hắn phát hiện, đối phương thực lực mặc dù bị áp chế, nhưng là nội tình cực kỳ hùng hậu. Không đơn thuần tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Không hổ là thế lực cao cấp cường giả. Ở một bên Thanh Kiếm Tiên Tôn bên trong đôi mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Diệp Thần có thể đối phó cường giả tạo hóa cảnh sao? Hắn trong lòng mình cũng không biết, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể chạy trốn, không muốn lại đi quản hắn sống chết. Diệp Thần thừa nhận cự lực, sau đó và Trình Đỗ kéo ra khoảng cách, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, năm tháng như thoi đưa. Thời gian pháp tắc lực lượng, tràn ngập ở không khí chung quanh chính giữa, hắn đưa tay chỉ một cái, thời gian pháp tắc lực lượng nhất thời ngưng tụ ở Diệp Thần đầu ngón tay. Kinh khủng hơi thở ngưng tụ ở chỉ một cái chính giữa, Trình Đỗ sắc mặt nhẹ biến đổi. Hắn lại cảm nhận được một tia uy hiếp. Làm sao có thể? Một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi mà thôi, làm sao sẽ uy hiếp được tạo hóa cảnh? Trình Đỗ trong đầu muốn không rõ ràng, nhưng vậy không do dự, cả người nổi giận gầm lên một tiếng, đao giận chín hoang. Một đao không có chém đứt Diệp Thần đầu, đã để cho mặt hắn trên có chút không nén giận được. Phải biết, phía dưới đệ tử cũng đều đang nhìn đây. Lần này vận dụng công pháp, hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt Diệp Thần, rửa nhục trước. Đao ý từ Trình Đỗ thân thể, phún ra ngoài, ở Bách Tiên Vương cung phía sau đền, đều có chút lảo đảo muốn rơi xuống. Xem ra, Trình Đỗ đao giận chín hoang, đã tu luyện tới đại thành, cái này hỗn nguyên cảnh rác dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viên Khải đại nhân yên tâm. Thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài ra một người cường giả tạo hóa cảnh ở một bên phụ họa. Viên Khải bản thân thực lực là tạo hóa cảnh tầng 9 trời, chỉ bất quá bởi vì vạn kiếm đế cung trận pháp, mới bị áp chế đến tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Vạn kiếm đế cung trận pháp áp chế bọn họ thực lực, đối với Diệp Thần mà nói, có tuyệt đối chỗ tốt. Nếu không tạo hóa cảnh tầng 8 thiên cường giả, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép hắn. Diệp Thần ngón tay một đạo màu vàng ánh sáng, bay đi xông về Trình Đỗ ánh đao. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần cũng không có kết thúc, ngược lại cầm ra máu ma kiếm. Bất hủ kiếm ý ngưng tụ ở huyết ma trên thân kiếm mặt, một kiếm này vô danh, bất quá thể muốn tiêu diệt Trình Đỗ. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như một cái kiếm khách, trong tay chỉ có kiếm hắn. Hoặc là nói, cầm mình tưởng tượng thành một thanh kiếm, muốn chém hết tất cả kiếm khách. Diệp Thần một cặp mắt màu đóng chặt, ở Viên Khải xem ra, đã là ở chờ chết. Thời khắc này hắn, nâng lên kiếm trong tay, ở một tích tắc này, Bách Tiên Vương cung đệ tử bội kiếm trong tay, đột nhiên ông tác hưởng, căn bản không khống chế được, lại không tự chủ được bay về phía Diệp Thần. Tình huống gì? Bách Tiên Vương cung đệ tử luống cuống, bọn họ bội kiếm làm sao sẽ bay về phía Diệp Thần? Những thứ này bay qua kiếm cũng không có công kích Diệp Thần. Ngược lại chạy đến hắn sau lưng, nhắm ngay Trình Đỗ. Diệp Thần giống như là trong kiếm đế vương. Bất kỳ kiếm đều phải ở trước mặt hắn thần phục. Ông. Một thanh kiếm phát ra tiếng vang cũng không lớn, nhưng là hai chuôi, mười chuôi, ngàn chuôi, thanh thế thật lớn, để cho người nhìn mà sợ. Trình Đỗ cả người sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được chết uy hiếp. Hơi thở tử vong ở hắn bên cạnh lan tràn. Một kiếm này hắn sẽ chết. Diệp Thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt hắn bên trong tràn đầy kiếm mang. Ta chỗ hướng, tất cả là hủy diệt. Một kiếm trên không, tựa như cả thế giới cũng mất đi sắc thái, cả thế giới chỉ còn lại Diệp Thần kiếm. Một kiếm này, bất hủ. Đâm. Vẫy tay một kiếm, chung quanh hư không không tự chủ phát ra run rẩy rên rỉ. Không, không, ta không nên chết. Nếu không phải ta thực lực áp chế. Trình Đỗ nội tâm hốt hoảng, một mặt hoảng sợ thần sắc, hù được hắn mất hết hồn vía. Hắn nhưng mà tạo hóa cảnh tầng 7 trời,
dù là bị áp chế, nhưng làm sao sẽ chết ở một cái hỗn nguyên cảnh trước mặt. Không tốt, đi nhanh cứu Trình Đỗ. Viên Khải cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là hiển nhiên đã không kịp. Một kiếm này đã tới Trình Đỗ bên người. Kiếm sắc bén khí phá vỡ Trình Đỗ gò má, kiếm quang chưa tới, nhưng kiếm khí đã để cho hắn khuôn mặt khác hoàn toàn, xem một cái người máu như nhau. Đâm! Oanh! Một cái đầu người khôn khéo rơi vào Viên Khải dưới lòng bàn chân, một cổ thi thể không đầu rơi trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, Trình Đỗ trên mình, cắm vô số chuôi lợi kiếm, rậm rạp chằng chịt kiếm, cắm trên thân thể mặt, nhìn dị thường khủng bố. Để cho Bách Tiên Vương cung đệ tử, sợ hết hồn, thân thể không nhịn được lui về phía sau hai bước. Cái này CMN từ đâu tới yêu nghiệt? Hỗn nguyên cảnh có thể tiêu diệt cường giả tạo hóa cảnh, giống như là một giấc mộng vậy, hơn nữa còn là đặc biệt không chân thật mộng. Dù là Trình Đỗ bị trận pháp áp chế đến tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, cũng không khả năng như thế khoa trương à. Một người Bách Tiên Vương cung đệ tử, một cái tát đánh vào mình trên gương mặt mặt, vô cùng đau đớn. Không phải là mộng cảnh. Còn như Trình Đỗ đã chết không thể chết lại. Bách Tiên Vương cung đệ tử trợn tròn mắt, cái này CMN tình huống gì, thật là tránh mù bọn họ mắt. Một đời tạo hóa cảnh tiên tôn lại chết ở hỗn nguyên cảnh trên tay. Hỗn nguyên cảnh võ giả tự hỏi, không làm được Diệp Thần thực lực. Đừng nói đối với cường giả tạo hóa cảnh ra tay, dù là liếc mắt nhìn, vậy sẽ hù được bọn họ cả người phát run. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt hơi thương trắng. Đối mặt cường giả tạo hóa cảnh, trừ ngàn binh bạo, duy nhất lá bài tẩy chỉ còn lại bất hủ kiếm ý. Đây là hắn có thể chống lại cường giả tạo hóa cảnh vốn. Đừng nói những đệ tử này không nghĩ tới, dù là Viên Khải bọn họ vậy không phản ứng kịp. Cường giả tạo hóa cảnh, nói chết thì chết. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới, có thể giết chết cường giả tạo hóa cảnh. Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, do không được bọn họ. Tất cả đệ tử nghe lệnh, xông tới, chém chết cái thằng nhóc này. Viên Khải chỉ cảm thấy mình mặt rát, mới vừa rồi còn nói Diệp Thần sẽ bị trong nháy mắt giết. Ai biết Trình Đỗ cái phế vật này, lại liền người ta một kiếm cũng không ngăn nổi. Bách Tiên Vương cung đệ tử, vừa nghe đến Viên Khải mà nói, không có ra tay. Cái này một tôn sát thần, để cho bọn họ đi giết, nói thật. Thật không có dũng khí này, nhưng là Viên Khải mà nói, bọn họ không thể không nghe, nếu không không có bị Diệp Thần giết chết, Viên Khải một cái tát liền sẽ trực tiếp đập chết bọn họ. Từng người đệ tử vẻ mặt đưa đám, không có cách nào chỉ có thể xông lên đi giết. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngược lại không phải là sợ những võ giả này, nếu như mình toàn lực tiêu hao ở những đệ tử này trên mình, đến lúc đó như thế nào đối mặt những cái kia cường giả tạo hóa cảnh. Ở bên cạnh Viên Khải nhưng mà mắt lom lom. Những đệ tử này đã xông lại, Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể cắn răng xông lên đi giết. Thanh kiếm tiên tôn, hắn nhất định phải cứu ra. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết ma kiếm bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Hắn hàn băng quy luật, chút xuống ra, một kiếm bỗng nhiên bây giờ rơi xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt. Chung quanh Bách Tiên Vương cung đệ tử, còn không có liều chết xông tới, khoảng cách gần đây, từng cái bị đông thành tượng đá. Những băng này đại bàng ở đông lại trong nháy mắt, ngay tức thì bể tan tành, chết đã không thể chết lại. Những cường giả này đều bị áp chế đến hỗn nguyên cảnh, cũng hoặc là hợp đạo cảnh. Làm sao có thể ngăn cản Diệp Thần biến thái lực lượng? Diệp Thần cả người giống như chó sói nhập bầy cừu vậy, giết hôn thiên ám địa. Kinh khủng tiếng nổ, và tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp, giống như thế gian êm tai nhất âm nhạc. Bách Tiên Vương cung đệ tử, thực lực kém không đủ, có hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh cũng có một ít, chỉ bất quá ở Diệp Thần trước mặt, cũng giống nhau. Giống như giết gà làm thịt heo vậy. Diệp Thần càng đánh vượt dũng, trên người áo khoác bị nhiễm thành màu đỏ như máu, bất quá đều là địch nhân máu. Huyết khí phóng lên cao. Hắn giống như một tôn cái thế ma thần, giết hắn cái lật trời đất phúc. Bách Tiên Vương cung đệ tử khổ không thể tả, từng bước một lui về phía sau. Cái này hỗn nguyên cảnh tiểu tử quá hung tàn, quá dọa người. Bỏ mặc hỗn nguyên cảnh cũng tốt, hợp đạo cảnh cũng được,
toàn bộ một kiếm trong nháy mắt giết. Ở một bên Viên Khải, sắc mặt càng ngày càng mờ, còn như vậy để cho Diệp Thần đánh tiếp, những đệ tử này cần phải chết không thể. Những đệ tử này, có một bộ phận, tương lai đều là tông môn trung lưu chỉ trụ. Dù là bọn họ là đứng đầu thế lực, vậy gặp không ở loại này giết hại. Đây hoàn toàn là một phương diện tàn sát. Tất cả đệ tử rút lui. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Vốn là hắn suy nghĩ, Diệp Thần bỏ ra giá cực lớn, mới sẽ để cho Trình Đỗ tử vong, những đệ tử này đủ giết chết hắn, ai biết. Cái thằng nhóc này, không chỉ ở trong trận pháp không bị áp chế. Càng có thể vượt biên giới giết địch. Viên Khải nói vừa ra, Bách Tiên Vương cung đệ tử, giống như nghe thấy lớn xá vậy. Đồng loạt rút lui. Như vậy để cho Diệp Thần đánh tiếp, bọn họ cần phải có tâm lý âm ảnh không thể. Những đệ tử này tới nhanh, chạy nhanh hơn, đảo mắt bây giờ, mỗi một người đều chạy đến Viên Khải sau lưng. Thanh kiếm tiên tôn ánh mắt vượt phát sáng rỡ, vốn là lấy là mình bị bắt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết Liễu Tối Tăm Hoa Minh lại một thôn, Diệp Thần lại thành tăng đến tình cảnh này. Lúc này mới mấy ngày. Hắn phát hiện Diệp Thần tu vi cũng không có biến hóa quá lớn. Chân chính biến hóa đến từ một cổ lực lượng. Lực lượng này tựa hồ bất hủ. Chẳng lẽ mấy ngày nay, Diệp Thần lại có cơ duyên gì? Xem ra, Vạn Kiếm Đế Cung và Diệp Thần giao hảo, tuyệt đối là nhất quyết định chính xác. Hắn đã có thể tưởng tượng được, chỉ cần Diệp Thần không chết hiểu nói, tương lai tuyệt đối có thể ở Linh Võ Đại Lục trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể trấn áp một cái thời đại. Nghĩ đến đây, hắn hô hấp đều có chút nặng nề. Trấn áp một cái thời đại cường giả à? Đã mấy vạn năm, không có xuất hiện một cái. Linh Võ Đại Lục bá chủ tồn tại không thiếu, nhưng là ai dám nói trấn áp một cái thời đại? Một cái cũng không có. Nhưng là Thanh Kiếm Tiên Tôn ở Diệp Thần trên mình thấy hy vọng. Bây giờ Hỗn Nguyên cảnh có thể giết tạo hóa cảnh. Nếu như đột phá thánh nhân cảnh, khi đó, ai còn là Diệp Thần đối thủ? Linh Võ Đại Lục tất cả mọi người, cũng sẽ bị Diệp Thần trấn áp tại dưới chân. Khi đó, là thật đang thuộc về Diệp Thần thời đại. Người muốn cùng Bách Tiên Vương cung là địch, có thể muốn sau khi nghĩ xong quả. Viên Khải một người đứng ra, căm tức nhìn Diệp Thần. Thấy Diệp Thần không nói gì, tiếp tục mở miệng nói, lần này Vạn Kiếm Đế Cung, không thể có thể sống được. Người nếu là và Bách Tiên Vương cung là địch, cũng chính là đang cùng ba đại đứng đầu thế lực đối nghịch. Người thiên tư mạnh mẽ, coi như yêu nghiệt, cần gì phải là Vạn Kiếm Đế cung trắng tặng không lên mình tánh mạng. Không bằng gia nhập chúng ta Bách Tiên Vương cung, tuyệt đối cho người tốt nhất tài nguyên, dù là trở thành Bách Tiên Vương cung tông chủ, cũng không phải là không thể được. Còn nữa, người phải hiểu rõ, chúng ta yếu hơn ngươi là bởi vì là trận pháp áp chế. Nếu như rời đi trận pháp khu vực, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, trận pháp kéo dài không được quá lâu, đến lúc đó ta Bách Tiên Vương cung tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh cường giả hạ xuống, người cảm thấy người có đánh lại quyền lợi sao? Viên Khải thấy Diệp Thần thiên tư, có chút động tâm, nếu như có thể lôi kéo tới, dù là chết một số người, cũng đáng được. Võ giả dễ tìm nhưng tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ Linh Võ Đại Lục lại có nhiều ít. Viên Khải mà nói, để cho Thanh Kiếm Tiên Tôn trong nội tâm cũng là căng thẳng. Nếu như Diệp Thần thật đầu dựa vào Bách Tiên Vương cung, làm thế nào? Thấy Diệp Thần không có mở miệng, Viên Khải vậy không nóng nảy, ngược lại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng, Diệp Thần tuyệt đối sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Không có ai không muốn gia nhập đứng đầu thế lực, huống chi điểm chính đào tạo. Tạm thời nửa khắc sau đó, Diệp Thần đột nhiên cười. Làm sao, ngươi cười cái gì, có phải hay không chuẩn bị gia nhập Bách Tiên Vương cung? Viên Khải cho rằng Diệp Thần đã đồng ý, thậm chí nội tâm cũng đang suy nghĩ, như thế nào để cho Diệp Thần bái ông ta làm thầy? Ta cười ngươi, nằm mộng ban ngày, liền Bách Tiên Vương cung loại rác dưới này thế lực, cũng xứng để cho ta vào. Cho không ta cũng chê. Diệp Thần cuối cùng cũng không có nghĩ tới gia nhập Bách Tiên Vương cung, chỉ bất quá đang trì hoãn thời gian. Khôi phục một ít lực lượng. Bách Tiên Vương cung danh tiếng, còn đè không ngã Diệp Thần. Viên Khải cả người thốt nhiên giận dữ, đây không phải là đang đùa bỡn hắn. Gia nhập Bách Tiên Vương cung là vinh hạnh của hắn, còn miễn phí cho hắn đều không muốn.
Thanh kiếm tiên tôn toát ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, không uổng công hắn ban đầu làm quyết định. Ha ha, người Bách Tiên Vương cung ở ta Diệp Thần trong mắt giống như rác rưởi vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thần liền và Bách Tiên Vương cung khai chiến. Diệp Thần cầm chặt huyết ma kiếm, kiếm chỉ Viên Khải, đã tỏ rõ thái độ. Đây chính là hắn Diệp Thần thái độ. Đứng đầu thế lực thì như thế nào? Người khác sợ, hắn căn bản không sẽ khiếp đảm. Nếu như Diệp Thần sợ những thế lực này, cũng sẽ không ở Tây Vực nháo được lật trời đất phúc. À, người cái tiểu súc sinh, tức chết lão phu. Viên Khải lửa giận cháy, một đôi mắt ứ máu, lửa giận không nhịn được nhô ra. Tên tiểu súc sinh này thật đáng chết. Không giết hắn thề không làm người. Tất cả tạo hóa cảnh ra tay, tiêu diệt tên tiểu súc sinh này. Viên Khải vừa mở miệng, toàn bộ hư không bên trong, từng đạo bóng người lóe ra. Vèo vèo vèo. Âm thầm năm tên tạo hóa cảnh cường giả, trong nháy mắt đi ra. Bọn họ vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, vốn là một người hỗn nguyên cảnh rác dưới tới cứu người, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Cho rằng trình đỗ một người là có thể giải quyết, đến cuối cùng trình đỗ tử vong, một đám đệ tử ra tay, bọn họ cho rằng Diệp Thần khẳng định không sống nổi, ai biết liên tiếp khiếp sợ, để cho bọn họ không thể coi thường Diệp Thần. Diệp Thần cả người cau mày, năm tên cường giả tạo hóa cảnh mang tới khí thế, để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bách Tiên Vương cung chú lưu lại thế lực, làm sao có thể chỉ sẽ lưu lại cái này mấy tên cường giả tạo hóa cảnh. Năm tên cường giả tạo hóa cảnh, không có dư thừa nói nhảm, đồng loạt ra tay. Ở một bên Viên Khải mắt lạnh bên cạnh xem, năm tên cường giả tạo hóa cảnh, Diệp Thần tuyệt đối không sống nổi. Năm tên cường giả tạo hóa cảnh còn không có đến gần, bất quá đã để cho Diệp Thần cảm nhận được áp lực kinh khủng. Nếu không phải bằng vào bất hủ thần thể, hắn bây giờ thân xác cũng sớm đã không kiên trì nổi. Diệp Thần cầm ra 10 chuôi hợp đạo thần khí và 3 chuôi thời không chi binh, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngàn binh bảo. Toàn bộ hư không ông ông tác hưởng, thậm chí xuất hiện từng tia vết rách. Kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, để cho người nhìn mà sợ. Oanh! Tiếng nổ, để cho Bách Tiên Vương cung đệ tử, phát ra thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết. Thậm chí hỗn nguyên cảnh võ giả trực tiếp bị động chết, dù là hợp đạo cảnh cũng là liều mạng ngăn cản. Màng nhĩ cũng đang không ngừng chảy máu. Phốc suy. Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt sát trắng, hắn thần hồn lực, lập tức bị thương nặng. Tiếng nổ liên miên không ngừng, nhưng là Diệp Thần trong lòng rõ ràng, muốn giết chết năm tên cường giả tạo hóa cảnh, căn bản không thực tế. Huyết long hư ảnh, đi ra. Một đạo long ngâm vang khắp. Trên bầu trời, ngay tức thì xuất hiện một cái huyết long. Huyết long mắt nhìn xuống người phàm, tán loạn thiên hạ. Huyết long ngay tức thì đi tới Diệp Thần trước người, gắt gao bảo vệ. Năm tên tạo hóa cảnh trên thân thể mặt, cũng chảy máu, thấy Diệp Thần trong nháy mắt, cũng không nhịn được nữa, xông lên đi giết. Tiểu súc sinh, cho ta chết. Ngàn binh bạo mặc dù không có nổ chết bọn họ, bất quá cũng để cho những người này, bị thương không nhỏ thế. Bị một cái hỗn nguyên cảnh nổ bị thương, sỉ nhục à. Những thứ này cường giả tạo hóa cảnh, chẳng ngó ngàng gì tới, từng cái thần thông đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Huyết long nồng đậm huyết khí bao trùm hết thảy, tựa như hình thành một đạo bảo vệ thuẫn gắt gao bao phủ ở Diệp Thần trước người. Giờ khắc này, Diệp Thần thân xác đạt được cực lớn tăng cường, chẳng ngó ngàng gì tới, giống như liều mạng khí thế, điên cuồng xông lên đi giết. Một người một rồng, mang theo ngút trời thế. Đi đôi với một tiếng long ngâm, huyết long hư ảnh vọt tới một người cường giả tạo hóa cảnh trước mặt, há mồm ra, cắn tay hắn cánh tay. Súc sinh, cho ta chết. Cường giả tạo hóa cảnh bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát vỗ vào huyết long hư ảnh trên thân thể mặt. Đâm. Căn bản không có bất kỳ tác dụng. Huyết long hư ảnh oai rồng đảo qua, uy chấn bát phương. Cố nhiên huyết long hư ảnh mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt như thế nhiều bị áp chế cường giả tạo hóa cảnh cũng khó à. Oanh oanh oanh. Mấy tên cường giả tạo hóa cảnh thần thông trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt, để cho Diệp Thần không ngừng lui về phía sau. Nếu như không phải là bất hủ thân thể, Diệp Thần chỉ sợ sớm đã máu thịt mơ hồ. Một người một rồng, chống lại hết thảy.
Huyết Long hư ảnh cuối cùng là một đạo hư ảnh, thực lực không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, nó biết mình nên làm cái gì. Chịu đựng ở cường giả tạo hóa cảnh lực lượng, hắn trực tiếp xé một cái cường giả tạo hóa cảnh cánh tay. Rắc rắc, ở xé xuống trong nháy mắt, Huyết Long dương ra miệng to, một phiến phiến vảy rồng lại phun ra ngoài. Mang liệu nguyên thế, một phiến phiến vảy rồng mang kinh khủng hơi thở, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén, bay đi. Oanh, 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 tên kia tạo hóa cảnh cường giả, vốn là bị Diệp Thần ngàn binh nổ tổn thương, lại là mất đi một cánh tay, còn chưa phản ứng kịp, những thứ này vảy rồng cũng sớm đã ở khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Mỗi một phiến vảy rồng cũng giống như là một chuôi tuyệt thế thần khí vậy, đâm vào tên này cường giả tạo hóa cảnh trong thân thể, nhất thời bây giờ không có sống. Con rồng này ảnh và thằng nhóc này có liên quan. Chỉ cần giết thằng nhóc này, tất nhiên tiêu tán. Bốn tên cường giả tạo hóa cảnh vừa thấy, rối rít sử dụng công kích mạnh nhất. Bây giờ tại chỗ người bất kỳ, cũng không biết cầm Diệp Thần làm hỗn nguyên cảnh để đối đãi. Ánh đao kiếm ảnh, rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Diệp Thần chỉ có thể không ngừng chống cự và giết ra đường máu, một đôi đỏ tươi trong mắt, giống như trong địa ngục đi ra ác ma. Huyết khí thập phương thuật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân xác trực tiếp tăng cường 20 lần, cái này đến từ yêu thánh trong bí cảnh lấy được bí pháp. Bất quá cũng cho hắn thân thể, mang đến nhất định gánh vác. Bây giờ trước mắt hắn trạng thái, nhất định phải mau sớm giải quyết, nếu không huyết khí thập phương thuật hậu di chứng một bùng nổ, đến lúc đó hắn căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Huyết ma kiếm nắm trong tay, vô tận ma khí xuất hiện ở hắn sau lưng. Máu theo hắn thân thể, lưu trên mặt đất. Bất hủ kiếm ý phun ra, bắn thẳng đến 9 tầng trời, tại chỗ người bất kỳ cũng có thể cảm nhận được. Tuế nguyệt sát kiếm. Bất hủ kiếm ý hơi thở và thời gian pháp tắc hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, bất quá cũng cho hắn thân thể mang đến to lớn đau đớn. Không có huyết khí thập phương thuật mà nói, hắn thân xác tuyệt đối không kiên trì nổi. Cho dù ai cũng có thể cảm thụ đi ra, Diệp Thần một kiếm này chỗ kinh khủng. Bốn tên cường giả tạo hóa cảnh trên mặt, cũng nhẹ biến đổi. Diệp Thần mang tới hơi thở, đã để cho bọn họ càng ngày càng kiềm chế. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ một người đều không sống nổi. Giết! Diệp Thần giơ tay lên, một kiếm khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Bất hủ kiếm ý và thời gian pháp tắc ngưng tụ chung một chỗ, bộc phát ra khí thế, quá mức dọa người. Đúng cái thiên địa đều đang phát ra một tiếng vang thật lớn, một kiếm này, khiếp sợ mọi người. Cùng thời khắc đó, Huyết Long trong mắt lạnh như băng, một tiếng long khiếu, trực tiếp xông vào kiếm ý bên trong. Huyết Long nhập kiếm. Huyết Long hư ảnh phải đem Diệp Thần một kiếm này phát huy đến trình độ cao nhất. Như vậy mới có cơ hội. Hắn đã cảm giác được Diệp Thần chống đỡ không được quá lâu. Một kiếm này, ẩn chứa quá nhiều. Huyết Long hư ảnh, bất hủ kiếm ý, thời gian pháp tắc. Đâm. Một kiếm hạ xuống, chung quanh cát bay múa đầy trời, giống như quỷ thần đang nộ hống. Bây giờ tình cảnh, đã để cho người bất kỳ cũng không thấy rõ. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Diệp Thần một kiếm vung ra đi, bốn tên cường giả tạo hóa cảnh, rối rít móc ra phòng ngự bảo vật, nhưng là kiếm quang đánh tới, những bảo vật này bỗng nhiên bể tan tành, liền một hơi thở thời gian cũng không có ngăn cản. Diệp Thần một búng máu tràn ra, phun ở trong không khí, trên mặt đã không có bất kỳ màu máu. Cả người thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng là hắn biết tuyệt đối không thể bây giờ ngã xuống. Hắn nhất định phải kiên trì. Một khi ngã xuống, hắn không có sống tiếp cơ hội. Một cổ ngoan cường ý chí, để cho Diệp Thần kiên trì đến bây giờ. Hết thảy khói tiêu sương mù tán sau này, mấy cổ thi thể trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Những cái kia cường giả tạo hóa cảnh, đầu lìa khỏi xác. Một màn này để cho Viên Khải cả kinh thất sắc, hù được hắn cả người run rẩy, không chỉ là hắn. Một mực đi theo bên cạnh hắn cường giả tạo hóa cảnh, cũng sớm đã bị sợ tê liệt trên mặt đất. Cái này Diệp Thần khủng bố như vậy. Diệp Thần rơi trên mặt đất, một đôi màu máu đỏ ánh mắt, nhìn chằm chằm Viên Khải hai người. Hắn áo quần đỏ tươi, có địch nhân cũng có hắn, trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Bây giờ tình huống, hắn đã sắp không nhịn được,
Diệp Thần ánh mắt đều có chút mơ hồ, sắp đã hôn mê. Trong tay hắn huyết ma kiếm, đâm vào mình phía trên ngực, hai tay trực tiếp rút ra. Đâm, máu loãng phun trào, nhưng là đau đớn kịch liệt, kích thích hắn thần kinh, để cho hắn chưa đến nỗi đã hôn mê. Diệp Thần đối đãi người khác tàn nhẫn, đối đãi mình ác hơn. Viên Khải nhìn Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn, thân thể không tự chủ được có chút phát run. Hắn có thể nhìn ra, bây giờ Diệp Thần trạng thái đã sắp hôn mê, nhưng là Viên Khải không dám ra tay, hắn sợ. Diệp Thần chém chết 5 tên cường giả tạo hóa cảnh bóng người, còn rành rành trong mắt, ở hắn trong đầu vẫy không đi. Vạn nhất Diệp Thần cho hắn đột nhiên tới một kiếm, như thế nào cho phải? Đáng chết Vạn Kiếm Đế Cung trận pháp. Nếu như không có trận pháp, hắn Viên Khải làm sao có thể sẽ rơi vào cục diện bây giờ? Hắn thậm chí đang suy nghĩ, Vạn Kiếm Đế Cung mở trận pháp này, là không phải là vì nghênh đón người đàn ông này. Thằng nhóc, không nên tới, nếu không ta bây giờ lập tức giết chết Thanh Kiếm Tiên Tôn. Viên Khải rụt rè e sợ mở miệng, hắn tay phải nhắc tới Thanh Kiếm Tiên Tôn, một đao treo ở Thanh Kiếm Tiên Tôn phía trên cổ. Chỉ cần Diệp Thần dám xuất thủ, lập tức liền giết chết Thanh Kiếm Tiên Tôn. Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, bất quá lại không có lập tức ra tay. Viên Khải thấy một màn này, nội tâm hơi có chút yên lòng xuống, chỉ cần có Thanh Kiếm Tiên Tôn ở đây, chính là hắn bảo vệ tánh mạng phù. Buông hắn ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Diệp Thần thanh âm lạnh lùng truyền vào Viên Khải bên tai. Nếu không phải bởi vì chiếu cố đến Thanh Kiếm Tiên Tôn, hắn cũng sớm đã xông lên. Diệp Thần, muốn ta buông hắn ra, có thể sao? Viên Khải cũng không phải người ngu, chỉ cần một buông ra Thanh Kiếm Tiên Tôn, hắn tuyệt đối không sống nổi. Đường đường một đời cường giả tạo hóa cảnh, đối mặt Diệp Thần chỉ có thể dùng trên tay con tin bảo vệ tánh mạng, thật là thật đáng buồn lại buồn cười. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, nội tâm ở muốn như thế nào cầm Thanh Kiếm Tiên Tôn cho cứu được. Diệp Thần không cần phải để ý đến ta, giết chết tên tạp chủng này, là ta trả thù. Lúc này Thanh Kiếm Tiên Tôn tức giận mở miệng. Hắn Vạn Kiếm Đế Cung người, không có một cái là thứ hèn nhát, chết làm sao sợ hãi. Võ giả nghịch thiên mà đi, hắn cũng sớm đã cầm sống chết xem nhạt. Viên Khải một đôi mắt lạnh nhìn Thanh Kiếm Tiên Tôn, bất quá cũng không có ra tay hành hạ, hắn sợ một xuất thủ, Diệp Thần thật sẽ chẳng ngó ngàng gì tới, đến lúc đó hắn mạng nhỏ cũng không có. Diệp Thần cười một tiếng cũng không có nói gì, như là không thể cầm Thanh Kiếm Tiên Tôn cho cứu ra. Hắn tới Bách Tiên Vương cung chỗ ở vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Viên Khải chỉ cần để cho Diệp Thần không ra tay liền tốt, còn như hắn, cũng sớm đã không có dũng khí xuất thủ. Bây giờ hắn chính là ở tìm cơ hội trì hoãn thời gian, chờ đợi Diệp Thần không kiên trì nổi, hôn mê một khắc kia. Đến lúc đó Diệp Thần chính là ở trên tay hắn con kiến, muốn phải như thế nào xoa nặn đều có thể. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kéo dài, tuyệt đối có thể giữ được mình tánh mạng. Tạm thời bây giờ rằng co xuống, Diệp Thần không có tuyệt đối chắc chắn, có thể cứu Thanh Kiếm Tiên Tôn. Hắn tốc độ tuyệt đối so với không được Viên Khải. Dù sao đối phương bây giờ tạo hóa cảnh sơ kỳ. Nếu như không có trận pháp áp chế, đó chính là tạo hóa cảnh hậu kỳ à. Phản ứng và thủ đoạn đều không phải là vậy võ giả có thể chống lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình thân thể mau muốn không kiên trì nổi. Trong cơ thể hắn đã không có nhiều ít lực lượng, không chỉ có như vậy, huyết khí thập phương thuật hiệu quả đã biến mất. Hắn thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt, để cho hắn đau đến không muốn sống, bất quá để ngừa Viên Khải nhìn ra, hắn bây giờ chỉ có thể nhịn. Trong nội tâm hắn mặt càng ngày càng cuống cuồng, Viên Khải có thể kéo dài, nhưng là hắn đã không thể tiếp tục kéo dài. Ở Diệp Thần trước lúc gấp, dị biến phát sinh, Thanh Kiếm Tiên Tôn một chưởng đánh vào Viên Khải phía trên ngực. Viên Khải ứng phó không kịp, tay phải trực tiếp buông Thanh Kiếm Tiên Tôn. Ngươi làm sao biết bày cởi cấm chế? Viên Khải cả người sắc mặt đại biến, làm sao vậy không nghĩ tới Thanh Kiếm Tiên Tôn sẽ vào lúc này đột nhiên ra tay. Ha ha! Thanh Kiếm Tiên Tôn cười lớn một tiếng, cũng không có mở miệng trả lời, ngược lại đi tới Diệp Thần bên người, bắt Diệp Thần cánh tay. Sớm ở hắn bị bắt thời điểm, Bách Tiên Vương cung cường giả cũng đã ở Thanh Kiếm Tiên Tôn trong cơ thể trồng cấm chế.
Chỉ bất quá Thanh Kiếm Tiên Tôn ban đầu cơ duyên xảo hợp, vừa vặn học qua phá vỡ cấm chế công pháp. Bây giờ cấm chế phá vỡ, thừa dịp Viên Khải không chú ý thời điểm, trực tiếp chạy đến. Viên Khải cả người sắc mặt, hoàn toàn biến hóa, không có Thanh Kiếm Tiên Tôn cái này cái chuôi, như thế nào cho phải. Tất cả đệ tử giết cho ta. Viên Khải không có biện pháp trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà những đệ tử này không có động tĩnh, bọn họ bây giờ cũng sớm đã bị Diệp Thần hù bể mật. Để cho bọn họ đi giết Diệp Thần, thật không có can đảm này. Ai nguyện ý đi chịu chết? Dẫu sao chân chính Bách Tiên Vương cung tinh nhuệ đều đã bởi vì trận pháp mở mà rời đi. CMN, Tiêu Các, ngươi cho ta đi giết thằng nhóc kia, bây giờ hắn đã người bị thương nặng, tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Viên Khải nhìn một cái bên cạnh Tiêu Các. Tiêu Các cả người cười khổ một tiếng, nói thật hắn không muốn đi, bất quá không có biện pháp chỉ có thể xông tới. Viên Khải chết, đến lúc đó hắn vậy không sống nổi. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thần thật không có năng lực phản kháng. Diệp Thần, người trước nghỉ ngơi một chút, người này giao cho ta. Thanh Kiếm Tiên Tôn trực tiếp mở miệng, hắn chỉ bất quá bị một ít bị thương nhẹ, đối với mình chiến lực, căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Diệp Thần cũng biết, bây giờ không phải là khoe tài thời điểm, nhẹ khẽ gật đầu, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một sấp giày chữa thương đan dược, bỏ vào trong miệng. Tiêu Các vừa thấy Thanh Kiếm Tiên Tôn xông lại, cả người trợn tròn mắt. Hắn làm sao quên mất còn có Vạn Kiếm Đế cung cường giả. Giờ khắc này Tiêu Các không quản được như thế nhiều, trong đầu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mà Thanh Kiếm Tiên Tôn bị ngược đãi thời gian dài như vậy, cũng sớm đã muốn giết chết bọn họ. Làm sao sẽ để cho Tiêu Các rời đi? Ở xa xa Viên Khải vừa thấy tình huống không đúng, dự định lén lén lút lút rời đi. Còn như Tiêu Các, sẽ để cho hắn ngăn cản ở trước mặt đi chịu chết đi. Hắn và Tiêu Các là một cái tông môn thì như thế nào, cùng mình mệnh so với, một phân tiền cũng không đáng giá. Ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lê thân thể mệt lã, trực tiếp xông tới. Viên Khải nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Thần lại xông lại, hù được cả kinh thất sắc. Cái này Diệp Thần làm sao âm hồn không tiêu tan? Bây giờ Viên Khải vừa nhìn thấy Diệp Thần, cũng cảm giác lấy mạng hắc bạch vô thường tới. Bây giờ loại chuyện này, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua Viên Khải, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém đánh ra. Một kiếm này dùng hết trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, khoảnh khắc bây giờ không giữ lại chút nào bộc phát ra. Tuế Nguyệt sát kiếm. Thời gian pháp tắc lực lượng quấn quanh ở kiếm hắn trên mình mặt, bất hủ kiếm ý điên cuồng bộc phát ra. Oanh! Một kiếm hạ xuống, bộc phát ra một tiếng giòn giã. Nếu như Viên Khải nội tâm không có hốt hoảng, không để ý trước chạy trốn, tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhưng mà Viên Khải nội tâm đã sớm loạn làm một đoàn, thấy Diệp Thần vẫy tay một kiếm, chỉ cảm thấy cường giả tạo hóa cảnh chết dáng vẻ còn rành rành trong mắt. Đâm! Một kiếm hạ xuống, trực tiếp từ hông bộ chặt đứt hắn thân thể, giống như là chém eo vậy. Một kiếm này, Viên Khải cả người thân thể rơi trên mặt đất, hoàn toàn tử vong. Viên Khải chết một khắc, Thanh Kiếm Tiên Tôn nơi này chiến đấu vậy hoàn toàn kết thúc. Vốn là tên kia cường giả tạo hóa cảnh vẫn có thể ngăn cản chốc lát, bất quá trạng thái và Viên Khải vậy, hù được mất hết hồn vía, chỉ bất quá chốc lát bây giờ liền đầu lìa khỏi xác. Bách Tiên Vương cung đệ tử thấy một màn này, chạy mất dạng, nhưng mà Diệp Thần căn bản không cho bọn họ cơ hội. Những người này đều đáng chết. Nếu như không giết những người này, bọn họ kiếm trong tay, sớm muộn sẽ đối với chính xác Vạn Kiếm Đế cung. Diệp Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn hai người xông lên đi giết, những người này căn bản không có chạy trối chết cơ hội, rất nhanh liền bị giải quyết. Toàn bộ Bách Tiên Vương cung chỗ ở thây phơi khắp nơi. Không khí bên trong lưu lại mùi máu tanh. Một trận đại chiến hạ màn, Diệp Thần cả người lại vậy không kiên trì nổi, hôn mê trên mặt đất. Thanh Kiếm Tiên Tôn vừa thấy, vội vàng đem Diệp Thần cõng lên, hướng Vạn Kiếm Đế cung đi về phía. Hắn dọc theo đường đi không có gặp phải thế lực khác cường giả, đi thẳng tới Vạn Kiếm Đế cung. Thanh Kiếm Tiên Tôn thân phận, đệ tử đều biết, căn bản không có ngăn trở. Tông chủ! Nhanh lên một chút mau cứu Diệp Thần. Liệt Hỏa Kiếm Thần thấy Thanh Kiếm Tiên Tôn hoảng hoảng vội vàng chạy tới, đặc biệt là sau lưng Diệp Thần, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi.
Tình huống gì? Thanh kiếm tiên tôn vội vàng cầm chuyện đi qua nói cho liệt hỏa kiếm thần. Khi nghe Hoàn bẩm báo, liệt hỏa kiếm thần chân mày thượng thiêu, Diệp thần giết liền nhiều tên cường giả tạo hóa cảnh, như thế nào làm được? Liệt hỏa kiếm thần cũng biết, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, vội vàng đem Diệp thần đặt ở một nơi trong phòng, cầm tới tốt nhất chữa thương đan dược. Diệp thần không ra 3 ngày là có thể hoàn toàn chữa. 3 ngày thời gian lặng lẽ đã qua. Bách Tiên Vương cùng chỗ ở, bỗng nhiên hạ xuống mấy người. Những người này hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Chính là tới từ Bách Tiên Vương cung. Mấy ngày nay, bọn họ phát hiện Bách Tiên Vương cung lại không có tin tức gì truyền tới. Tuyệt đối xảy ra chuyện. Nhưng là dù là Vạn Kiếm Đế cung nghịch thiên trận pháp áp chế, cũng không khả năng để cho Bách Tiên Vương cung toàn bộ tiêu diệt đi. Khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể run rẩy, một cổ ngút trời tức giận cháy trong lòng. Ai cũng không nghĩ ra, Bách Tiên Vương cung ở lại chỗ ở Hỗn Nguyên cảnh, Hợp Đạo cảnh, thậm chí còn tạo hóa cảnh lại toàn bộ chết. Vô tình chém chết. Như vậy thây phơi khắp nơi hình ảnh, thậm chí để cho một vị ông già một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Lý Văn đại nhân, chúng ta Bách Tiên Vương cung cường giả, không ai sống sót toàn bộ chết thảm. Một người cường giả mở miệng nói, hắn là tạo hóa cảnh tầng 8 thiên cường giả, bất quá ở chu vi ngàn dặm, chỉ có thể bị áp chế ở tạo hóa cảnh sơ kỳ. Không chỉ có như vậy, Lý Văn vốn là tinh khiếu cảnh cường giả, bây giờ giống vậy bị áp chế ở tạo hóa cảnh. Cố nhiên như vậy, Lý Văn thực lực cũng không phải người bình thường có thể chống lại tồn tại. Rốt cuộc cái nào tiểu xúc sinh làm, đừng để cho ta biết, nếu không lão phu không giết hắn, thề không làm người. Lý Văn ngửa mặt lên trời gầm thét, lần này tổn thất cường giả, chân thực có chút nghiêm trọng. Như chỉ là đệ tử bị tàn sát, còn chưa đến nỗi như vậy tức giận, có thể chết nhiều tên cường giả tạo hóa cảnh. Những người này không biết tiêu phí Bách Tiên Vương cung nhiều ít tài nguyên, mới đạt tới như vậy cảnh giới, bây giờ lại toàn bộ đều đã chết. Làm sao không để cho hắn tức giận? Cha, nhất định phải cho lão phu cha được. Lý Văn cắn răng nghiến lợi mở miệng. Một cặp mắt mâu cũng sớm đã bị lửa giận bọc. Đại nhân, ta động tới dùng bí thuật, tuyệt đối có thể tra được. Lúc này một người cường giả đi ra, hắn tinh thông suy diễn bí thuật, có thể suy tính ra hết thảy. Dưới mắt như vậy thảm không nỡ nhìn hình ảnh, hắn tự nhiên có lòng tin suy diễn. Hắn vậy muốn biết, rốt cuộc là ai giết nhiều cường giả như vậy. Lý Văn nhẹ khẽ gật đầu, gã cường giả kia cắn bể ngón tay. Một giọt tinh máu chảy ra, sắc mặt hơi thương trắng. Cái này bí thuật cũng coi là nghịch thiên mà đi, nhất định phải bỏ ra một chút giá phải trả. Gã cường giả kia ngón tay, đánh ra kỳ quái động tác, đột nhiên nhướng mày một cái, tiếp tục suy diễn, nhưng mà sau nửa giờ, hắn một búng máu phun ra ngoài. Cả người thoi thóp, tựa hồ chỉ còn lại một hơi. Làm sao có thể? Đại nhân, ta lại không có tư cách tra xem. Tên cường giả này cố không được từ thân thương thế, cả người vẫn còn khiếp sợ chính giữa. Cái gì gọi là không có tư cách, nói liếc, động thủ người thân phận hắn còn chưa xứng biết. Phải biết hắn nhưng mà tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả, đều đang không xứng biết. Lý Văn cau mày, nhưng không có nói gì nhiều. Xem ra đối với bọn họ động thủ không phải người bình thường. Cũng đúng, nếu như người bình thường, ở trận pháp dưới áp chế. Lại làm sao có thể chém chết nhiều cường giả như vậy? Ở Vạn Kiếm Đế cung trên đại điện mặt, Liệt Hỏa Kiếm Thần ngồi ở chủ vị, Diệp Thần ngồi ở một bên. 3 ngày thời gian, Diệp Thần đã sớm tỉnh lại, không chỉ có như vậy, hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Vạn Kiếm Đế cung đan dược cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là chân chính mạnh mẽ là Diệp Thần thần ma luân hồi quyết cùng với bất hủ thần thể. Ở Liệt Hỏa Kiếm Thần phía dưới, ngồi Hoàng Bộ Kiếm Thần. Khoát Hải Kiếm Thần, còn như Băng Xương Kiếm Thần đã một thân một mình, đi tìm Băng Kiếm Sư Tôn tung tích. Linh Ma Cốc cường giả không cách nào ra tay, Vạn Kiếm Đế cung chỉ có thể có người mạo hiểm đi một chuyến càn khôn giết vực. Khoát Hải Kiếm Thần phía dưới, ngồi 10 tên cường giả tạo hóa cảnh. Những người này trước mắt đã là Vạn Kiếm Đế cung bị trận pháp áp chế sau lực lượng mạnh nhất. Tông chủ, bây giờ tình huống, chúng ta cần phải nên làm thế nào cho phải? Ở bên ngoài 3 đại đứng đầu thế lực cường giả mắt lom lom. Hoàng Bộ Kiếm Thần trực tiếp mở miệng, mặc dù cấm kỵ trận pháp, ta
tạm thời giải quyết hết nguy cơ, chỉ được tiêu không trị gốc. Một khi căn nguyên chi thạch năng lượng tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó bọn họ Vạn Kiếm Đế Cung không có một người có thể chạy khỏi. Ta đề nghị cùng băng xương kiếm thần trở về, nói không chừng băng kiếm tiên tôn trở về, đã đột phá đến chí cao cảnh, đến lúc đó dựa vào tông môn nội tình không nhất định sẽ bại. Đây là trong đó một người ông già tóc trắng mở miệng. Sợ rằng căn nguyên chi đá kiên trì không đến lúc đó. Hào phóng biển thân kiếm cười khổ một tiếng, đúng là, căn nguyên chi đá mở ra trận pháp. Nhưng là nếu là năng lượng, luôn có hao hết một ngày. Mà ngày này, không xa. Chẳng qua chúng ta đánh ra, dù là chết vậy không có vấn đề, tổng so một mực làm con rùa đen giúp đầu tốt. Trên đại điện, người một lời ta một lời, căn bản không có sách lược vẹn toàn. Ai cũng biết, căn nguyên chi đá bên trong năng lượng, một khi tiêu hao hầu như không còn, chính là bọn họ diệt tông lúc. Diệp thần, người có ý kiến gì không? Liệt hỏa kiếm thần con người đông lại một cái, đột nhiên nhìn về phía Diệp thần. Lại này trước, cũng không ai tin tưởng hỗn nguyên cảnh có thể giết tạo hóa cảnh. Nhưng là Diệp thần làm được. Lại là ở vô số trong tay cường giả cứu ra thanh kiếm tiên tôn. Diệp thần ý kiến, đáng bọn họ nghe. Diệp thần trầm tư một chút, cuối cùng đứng lên, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ tình huống, lộ ra thấy rõ, Vạn Kiếm Đế Cung nhất định phải tìm đồng minh. Bây giờ tình huống, Vạn Kiếm Đế Cung tứ cố vô thân, nếu như có đồng minh, hoặc là có tông môn nguyện ý ra tay, không gặp được sẽ không có cách nào ngăn cản. Ở bọn họ ngươi một câu ta một lời thời điểm, đột nhiên một người Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử, hốt hoảng chạy tới. Tông chủ, không xong, có người đang tính toán phá hoại trận pháp. Một câu nói, để cho mọi người ở đây hoàn toàn biến sắc, liệt hỏa kiếm thần đứng mũi chịu sào, trực tiếp xông ra. Bây giờ cấm kỵ trận pháp là căn nguyên của bọn họ, tuyệt đối không thể ra phát hiện bất kỳ không may. Liệt hỏa kiếm thần một xông ra, còn lại cường giả nơi nào còn ngồi yên. Diệp thần vậy theo ở phía sau, vừa vặn phát hiện một người cường giả tạo hóa cảnh, lại cầm trận pháp xé mở một cái chỗ rách. Vèo vèo vèo. Bách Tiên Vương Cung, Thánh Long gia tộc, Hồn tộc, từng cái cường giả lại xông vào. Những cường giả này thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, từng cái thực lực cường hãn. Phùng Kiệt, ngươi lại phản bội. Liệt hỏa kiếm thần tát qua một cái, Phùng Kiệt cả người một búng máu phun ra, thân thể thụt lùi. Vạn Kiếm Đế Cung cường giả, chẳng ngó ngàng gì tới, đi tới vết rách trước mặt, từng cái cắn bể ngón tay, tích xuất máu tươi. Vết rách một chút xíu biến mất, liệt hỏa kiếm thần, khoát hải kiếm thần, hoàng bộ kiếm thần, một đám cường giả, rớt rơi trên mặt đất. Bọn họ vốn là bị thương thế trong người, cộng thêm lên khởi động cấm kỵ trận pháp, để cho bọn họ làm tổn hại căn nguyên. Lần này mặc dù chữa trị khỏi trận pháp, nhưng mà đã xông lại 10 tên cường giả, bọn họ căn bản không có biện pháp tác chiến. Phùng Kiệt, ngươi làm không tệ, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh Long gia tộc bên này, một người cường giả tạo hóa cảnh trực tiếp mở miệng nói. Lần này bọn họ thu mua Vạn Kiếm Đế Cung một vị cường giả, trong ứng ngoài hợp, mặc dù chỉ có tiến tới 10 tên cường giả tạo hóa cảnh, bất quá đối với bọn họ mà nói đã đủ. Ở cấm kỵ trận pháp bên trong, liệt hỏa kiếm thần những người này, vậy giống vậy đều là tạo hóa cảnh. Nhưng mà bọn họ Thánh Long gia tộc bên này từng cái hơi thở hùng hậu, cố nhiên giống vậy bị áp chế ở tạo hóa cảnh. Nhưng là hơi thở lên, đã nghiền ép bị thương rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh. Bọn họ 10 người, đủ tiêu diệt liệt hỏa kiếm thần các người. Đến lúc đó liệt hỏa kiếm thần nhóm cường giả vừa chết, Vạn Kiếm Đế Cung cũng chỉ hoàn toàn tan biến. Liệt hỏa kiếm thần, hôm nay các người Vạn Kiếm Đế Cung tất diệt. Một người tạo hóa cảnh cường giả mở miệng. Một mặt liều lĩnh thần sắc, nhìn liệt hỏa kiếm thần bọn họ. Dù là chỉ có bọn họ 10 người đi vào thì như thế nào? Liệt hỏa kiếm thần bọn họ đã không có tiếp tục đánh một trận năng lực, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Tông chủ, chúng ta bây giờ cần phải nên làm thế nào cho phải? Hoàng bộ kiếm thần một mặt tuyệt vọng thần sắc, nhìn liệt hỏa kiếm thần. Hắn không phải sợ, mà là không nghĩ tới hôm nay Vạn Kiếm Đế Cung thì phải tiêu diệt. Bọn họ còn muốn bảo vệ trận pháp, căn bản không có thể chiến đấu tiếp. 10 tên cường giả tạo hóa cảnh, có thể càn quét bọn họ những người này.
Liệt hỏa kiếm thần trên mặt tuổi xế chiều thần sắc, tựa như cả người già 10 tuổi như nhau. Chẳng lẽ bọn họ vạn kiếm đế cung, thật muốn tiêu diệt ở trong tay hắn? Liệt hỏa kiếm thần không cam lòng, nhưng sự việc đã không có vãn hồi chỗ trống. Hắn căm ghét nhìn một cái Phùng Kiệt, nếu không phải tên phản đồ này, bây giờ lại làm sao sẽ đến loại này? Diệp thần, tìm một cơ hội, ngươi chạy đi đi. Liệt hỏa kiếm thần nhìn một cái bên cạnh Diệp thần. Diệp thần thực lực chỉ là hỗn nguyên cảnh mà thôi, thực lực nhỏ không có ai sẽ chú ý, tìm một cơ hội cũng có thể chạy trốn. Liệt hỏa kiếm thần cảm thấy có chút thật xin lỗi Diệp thần, nếu không phải hắn mà nói, cũng sẽ không để cho Diệp thần rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp thần cười không nói, cũng không nói lời nào, ngược lại cầm ra máu ma kiếm. Cầm chặt huyết ma kiếm một khắc, đã đại biểu hắn thái độ. Ban đầu băng kiếm tiên tôn, không biết giúp Diệp thần nhiều ít. Bây giờ sư tôn tông môn gặp nạn, hắn như thế nào có thể đủ rời đi, chỉ sẽ để cho hắn lương tâm bất an. Hắn không cầu leo lên đỉnh cấp, nhưng là thân là võ giả, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm, đủ rồi. Diệp thần một người trực tiếp bước ra một bước, nhìn rất nhiều cường giả. Làm Diệp thần xông tới trong nháy mắt, vạn kiếm đế cung nơi này cường giả sắc mặt đại biến. Diệp thần tại sao có thể xông lên? Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Giờ khắc này liệt hỏa kiếm thần trong mắt bao trùm chút sương mù. Hoạn nạn gặp chân tình, vạn kiếm đế cung cũng không có trợ giúp qua Diệp thần cái gì, nhưng mà Diệp thần nhưng cái đầu tiên xông tới. Giờ khắc này Diệp thần hình bóng ở vạn kiếm đế cung đệ tử trong mắt, cũng đổi được cao lớn. Diệp thần biết xông tới hậu quả là cái gì, nhưng có một số việc hắn phải làm. Ban đầu nếu không phải băng kiếm tiên tôn, hắn cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ừ, ba đại đứng đầu thế lực cường giả, thấy Diệp thần xông lên, khẽ cau mày. Chẳng lẽ người này là người điên không được? Một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi, lại cũng dám cầm kiếm chỉ bọn họ. Bọn họ mặc dù thực lực bị áp chế, hơn nữa chí cường tồn tại đều đã rời đi, bất quá lưu lại cũng là thứ thiệt cường giả tạo hóa cảnh. Một cái hỗn nguyên cảnh rác dưới xông lại, coi là chuyện gì? Xem thường bọn họ. Nghĩ đến đây, ba đại đứng đầu thế lực cường giả, thốt nhiên giận dữ, bây giờ vạn kiếm đế cung cũng sắp bị diệt, còn dám để cho người tới làm nhục bọn họ. Phùng Kiệt, cái này con kiến hôi giao cho ngươi. Một cái hỗn nguyên cảnh hèn mọn người, bọn họ khinh thường ra tay, vừa vặn để cho Phùng Kiệt đi, đến lúc đó cho cắn chó, bọn họ xem một náo nhiệt. Ở ba đại đứng đầu thế lực trong mắt, Phùng Kiệt chẳng qua là một con chó mà thôi. Phùng Kiệt cười khổ một tiếng, sau đó hơi có vẻ khiếp đảm mở miệng nói, các vị đại nhân, ta không dám. Hắn có thể rõ ràng Diệp thần thực lực, tự mình đi giết hắn, và chịu chết không có bất kỳ khác biệt. Hắn sở dĩ đầu dựa vào ba đại đứng đầu thế lực, còn không phải là bởi vì muốn còn sống. Bây giờ để cho hắn đi giết Diệp thần. Đây không phải là cầm hắn đi hố lửa bên trong đuổi sao? Bót! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, trực tiếp quất vào Phùng Kiệt trên mặt. Phế vật giống như vậy, liền một người hỗn nguyên cảnh rác dưới cũng không dám xuất thủ, lưu người có ích lợi gì? Thánh Long gia tộc cường giả mới vừa nói xong, căn bản không cho Phùng Kiệt giải bày cơ hội, một kiếm đâm rách tim hắn. Nếu bọn họ đã xông vào, Phùng Kiệt người này tự nhiên cũng không ích lợi gì. Giết vậy liền giết. Phùng Kiệt một đôi mắt tức giận ba đại đứng đầu thế lực cường giả, khẽ nhếch miệng, liền không nói câu nào đi ra, cả người ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sống. Hắn đến chết vậy không nghĩ tới, lại bị đầu dựa vào thế lực cho giết chết. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có cấu kết với ba đại đứng đầu thế lực. Đáng tiếc trên cái thế giới này, cũng không có thuốc hối hận. Giết chết Phùng Kiệt cường giả, chê nhìn một cái. Giết hắn đều cảm giác dơ bẩn tay mình. Loại này có thể phản bội người tông môn, dù là đầu dựa vào bọn họ, nếu là có một ngày tông môn gặp nạn, không giống nhau vậy sẽ đầu dựa vào thế lực khác. Vương Huy, người đi giải quyết. Thánh Long gia tộc nơi này cường giả mở miệng nói. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong đám người đứng dậy. Vương Huy khinh thường nhìn một cái Diệp thần, sau đó cầm ra kiếm trong tay. Một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Một kiếm này hắn cũng không có dùng quá lớn lực đạo, giết chết một người hỗn nguyên cảnh rác dưới mà thôi,
cần gì phải phí sức. Diệp Thần khóe miệng bên trong thoáng qua một chút bất đắc dĩ thần sắc, sau đó huyết ma kiếm nắm trong tay, bất hủ kiếm ý tràn ra. Vung tay lên, một kiếm thẳng tiếp theo. Đâm! Một kiếm hạ xuống, trực tiếp chạm phá Vương Huy kiếm quang, nhanh như chớp không đạt tới tai mắt vậy, chém về phía hắn đầu lâu. Vương Huy vốn là không có để ý, nhưng mà thấy Diệp Thần kiếm quang xông lại, cảm nhận được một cổ chí mạng nguy cơ, hắn vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, nhưng mà thời gian đã không kịp. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Vương Huy đầu trực tiếp tách ra, một cặp mắt màu hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Không phải Diệp Thần thực lực, đã có thể trong nháy mắt giết tạo hóa cảnh nhất tầng thiên cường giả. Mà là Vương Huy quá mức khinh địch, nếu như hắn cẩn thận đối đãi nói, cũng sẽ không rơi được hiện ở cái kết quả này. Làm Diệp Thần một kiếm cầm Vương Huy trong nháy mắt giết sau này, toàn bộ tình cảnh đột nhiên thay đổi yên lặng như tờ. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, nhìn Diệp Thần, một bộ cổ quái thần sắc. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Thần là ẩn núp cảnh giới, nếu không làm sao có thể một kiếm cầm cường giả tạo hóa cảnh cho trong nháy mắt giết. Bọn họ không tin, một cái hỗn nguyên cảnh có thể trong nháy mắt giết cường giả tạo hóa cảnh. Phía dưới Vạn Kiếm Đế cung mọi người, trong lòng cũng là rung động liền liền. Liệt Hỏa Kiếm Thần bọn họ mặc dù nghe Thanh Kiếm Tiên Tôn giải thích qua, Diệp Thần giết chết cường giả tạo hóa cảnh. Nói thuộc về nói, bất quá chính mắt nhìn thấy, lại là một chuyện khác tình. Hắn cảnh giới chân thực tuyệt đối là cường giả tạo hóa cảnh, mọi người không cần do dự, đồng loạt ra tay tiêu diệt, đến lúc đó giết được Vạn Kiếm Đế cung không chừa manh giáp. Còn dư lại 9 tên cường giả tạo hóa cảnh, đã tự đi tăng kiến thức, cầm Diệp Thần tưởng tượng thành và Hoàng Bộ Kiếm Thần một cảnh giới cường giả. Nhất định là Vạn Kiếm Đế cung ẩn núp cường giả, nếu không tuyệt đối không thể nào tùy tiện trong nháy mắt giết Vương Huy. Diệp Thần tay cầm huyết ma kiếm và bất hủ kiếm ý, thực lực quả thật có thể ép tới gần tạo hóa cảnh sơ kỳ, chỉ bất quá bọn họ trí tưởng tượng quá mức phong phú. Ban đầu 5 tên tạo hóa cảnh cường giả, cũng đã cho Diệp Thần mang đến đầy đủ áp lực, huống chi 9 tên. Diệp Thần không có bất kỳ do dự, trực tiếp thi triển huyết khí thập phương thuật, cầm mình lực lượng của thân thể nâng cao đến 20 lần. Bất hủ kiếm ý điên cuồng phun ra, hắn trong tròng mắt không có thần sắc sợ hãi, chỉ có nồng nặc chiến ý. Liệt Hỏa Kiếm Thần bọn họ mọi người lo lắng không thôi, đây chính là 9 tên tạo hóa cảnh cường giả ra tay. Diệp Thần một người thật có thể ngăn cản sao? Trong lòng bọn họ mặt không biết, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ đến Diệp Thần trên mình. Bất chi bất giác, bọn họ những cường giả này hy vọng duy nhất, đều đặt ở Diệp Thần trên người một người. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần cả người trên dưới hàn băng quy luật bộc phát ra, kinh khủng hơi thở, vốn là ánh nắng tươi sáng, bây giờ lại để cho mọi người cảm giác được một tia giá rét. 9 tên cường giả tạo hóa cảnh trên người sát ý, càng cường đại hơn. Cái này Diệp Thần không thể không chết. Hàn băng quy luật lưu chuyển, Diệp Thần cố nén những thứ này kinh khủng hơi thở, nâng lên cánh tay, cầm chặt huyết ma kiếm. Lúc này một kiếm trực tiếp chém ra đi. Một đạo màu u lam kiếm quang, ngang trời xuất thế, kiếm quang đến mức, lại để cho không khí chung quanh, ngưng tụ thành hàn băng. Hàn băng điên cuồng lan truyền, nhưng là 9 tên cường giả tạo hóa cảnh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái này một đạo kiếm khí còn uy hiếp không được bọn họ. Chỉ gặp xông về Diệp Thần phía trước nhất một người cường giả tạo hóa cảnh, một cái tát ầm ầm rơi xuống. Phịch! Một tiếng rên đi xuống. U Lam kiếm khí khoảnh khắc bây giờ bể tan tành. Bọn họ cũng sớm đã có đề phòng, không có ai cầm Diệp Thần làm hỗn nguyên cảnh. Một kiếm không thể nào trong nháy mắt giết bọn họ. Trước mặt nhất cường giả tạo hóa cảnh, chớp mắt liền đã tới Diệp Thần bên người. Tức giận cháy. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo quỷ dị ánh sáng, một chưởng vỗ về phía Diệp Thần ngực. Vốn là Diệp Thần có thể tránh khỏi, bất quá hắn lại không có làm như vậy. Ngược lại một bộ liều mạng dáng điệu. Dù là bị thương, cũng phải để cho đám người này trả giá thật lớn. Nếu không, hôm nay Vạn Kiếm Đế cung nguy cơ giải trừ không được. Phốc suy. Diệp Thần cả người trong miệng khạc ra một búng máu, ngực hắn đã lõm xuống, nhưng là hắn một kiếm vậy đâm vào cường giả tạo hóa cảnh ngực bên trong. Mặc dù một kiếm này cường giả tạo hóa cảnh không chết được, nhưng vậy bị nhất định thương thế.
Diệp Thần không cầu một kích giết chết, chỉ cầu lấy tổn thương đổi tổn thương. Thật may hắn không hề mục nát thần thể cơ sở, nếu không ai dám làm như vậy. Cái này cùng mình tìm chỗ chết không có bất kỳ khác biệt, nhưng là bây giờ Diệp Thần cũng không quản được như vậy nhiều. Trong nháy mắt, 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, có chút tay chân luống cuống. Diệp Thần không sợ chết là thật, bọn họ sợ chết vậy là thật. Bất quá bọn họ đều là cường giả tạo hóa cảnh, rất nhanh liền khôi phục như cũ, không cùng Diệp Thần khoảng cách gần tác chiến. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần giống như là một cái người điên. Từng đạo kinh khủng thần thông đánh vào Diệp Thần trên mình, để cho Diệp Thần vết thương chồng chất. Diệp Thần rên lên một tiếng, lại không có phát ra một tiếng hét thảm, ngược lại đối diện thẳng lên, thân ảnh quỷ mị đi tới một người cường giả tạo hóa cảnh trước mặt. Tên kia tạo hóa cảnh cường giả, vậy không phải người ngu, nhìn ra Diệp Thần trạng thái. Bóng người điên cuồng lui về phía sau, Diệp Thần cả người tuét miệng cười một tiếng, nơi nào cho hắn lui về phía sau cơ hội. Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần cả người trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian pháp tắc ở trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra. Hắn không cầu thời gian pháp tắc có thể đánh chết tên này cường giả tạo hóa cảnh, chỉ hy vọng có thể chậm lại tốc độ. Chỉ một cái rơi xuống, cũng không có muốn cường giả tạo hóa cảnh mệnh, nhưng thời gian pháp tắc vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Để cho hắn tốc độ đổi được hơi chậm chạp, đối với Diệp Thần mà nói cái này đã đủ. Diệp Thần cả người trực tiếp đuổi theo, cường giả tạo hóa cảnh vừa thấy Diệp Thần xông lại, cắn răng một cái nắm kiếm trong tay, đã đâm đi. Vô tận sát ý và kiếm quang bao phủ. Hắn vốn là lấy là có thể dọa lui Diệp Thần, nhưng sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ. Diệp Thần nghênh khó khăn lên, chỉ bất quá tránh chỗ hiểm, một kiếm đâm thấu hắn bả vai. Đâm! Một kiếm từ hắn chính diện bả vai xuyên thấu, nhưng là Diệp Thần cắn răng một cái, lại chẳng ngó ngàng gì tới xông tới. Trong tay huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên, trong tròng mắt thoáng qua một tia ác liệt thần sắc. Một kiếm đâm vào người kia trong tim mặt. Ta! Tên kia tạo hóa cảnh cường giả con người bỗng nhiên phóng đại, muốn nói cái gì, cũng đã không kịp. Hoàn toàn mất đi sinh mạng. Diệp Thần nhìn một cái cắm vào bả vai kiếm, trực tiếp chém đứt một nửa thân kiếm, bất quá cũng không có rút ra. Một khi rút ra, hắn chảy máu chỉ sẽ thành được nhanh hơn, đến lúc đó nói không chừng còn không có kiệt sức, liền sẽ chảy hết máu mà chết. Dẫu sao kiếm này phẩm cấp tuyệt không bình thường, canh lượn lờ độc tính. Ở Diệp Thần dừng lại thời điểm, một người cường giả tạo hóa cảnh, lặng lẽ đánh tới, trong tay xuất hiện một cái tương tự với linh thường đồ, đột nhiên bây giờ quấn quanh ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Diệp Thần cả người gầm thét, hắn dùng một chút lực, phát hiện sợi dây càng ngày càng chặt. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Giờ phút này ánh đao kiếm ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn bên trong. Những thứ này cường giả tạo hóa cảnh đã từng giết tới. Nếu như lại không tránh thoát sợi dây nói, đến lúc đó nhất định sẽ bị loạn kiếm đâm chết. Những thứ này kiếm đã cách Diệp Thần càng ngày càng gần. Sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Những cái kia vạn kiếm đế cung cường giả khẩn trương đến trình độ cao nhất. Bọn họ muốn đi giúp Diệp Thần, nhưng phát hiện căn bản không có năng lực. Bọn họ bị thương, càng phải duy trì trận pháp. Trận pháp nếu như rời đi bọn họ, sẽ có nhiều hơn cường giả tràn vào. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Thần tức giận cháy, quanh thân hiện lên một loạt ánh sáng màu vàng. Ma khí, kim quang, quấn quanh hết thảy. Bất hủ thần thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng lực lượng. Lực lượng tựa như xông thẳng tới chân trời. Cái này cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp để cho Diệp Thần tránh thoát sợi dây, ở trong một cái chớp mắt này, bóng người điên cuồng lui về phía sau. Diệp Thần tốc độ mặc dù nhanh, bất quá vẫn là có chút trễ, một người cường giả tạo hóa cảnh, một chưởng trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể mặt. Oanh! Một chưởng đi xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy cổ họng một chát, một đạo máu loãng nhất thời phun tràn ra, cả người thân thể từ hư không rơi xuống trên mặt đất lên. Oanh! Mặt đất xuất hiện một cái sâu đậm hố to, liệt hỏa kiếm thần vừa thấy, bên trong đôi mắt toát ra lo lắng thần sắc. Hắn muốn lại xem, bất quá bây giờ còn muốn bảo vệ trận pháp, căn bản không phân thân ra được. Hụ hụ hụ, Diệp Thần ở bên trong hố to khạc ra một búng máu, bây giờ hắn trong miệng,
toàn bộ đều tràn đầy mùi máu tanh. Ở hư không phía trên, ba đại đứng đầu thế lực cường giả vốn là lấy là Diệp Thần đã chết. Có thể thấy Diệp Thần bóng người lại chậm rãi đứng lên, cả người cau mày. Bọn họ vừa mới bắt đầu vốn là lấy là Diệp Thần cũng là tạo hóa cảnh, nhưng mà thấy trong cơ thể hắn lực lượng. Hoàn toàn buông tha cái ý nghĩ này. Lực lượng này, cũng chỉ có hỗn nguyên cảnh mới biết nhúc nhích dùng. Nói như vậy, đây thật là một người hỗn nguyên cảnh. Một người hỗn nguyên cảnh có thể phát huy ra kinh khủng như vậy thực lực, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Đây rốt cuộc là từ nơi nào đi ra ngoài yêu nghiệt. Bọn họ trong đầu đột nhiên nhớ đến một người, huyết đồ thần vương. Những cường giả này đều là đứng đầu thế lực, cũng biết Diệp Thần gần đây ở Tây Vực nháo được sôi sùng sục. Bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực chỉ là nghe nói qua, vậy cho tới bây giờ không có chú ý. Dẫu sao Diệp Thần lợi hại hơn nữa thì như thế nào, hỗn nguyên cảnh mà thôi, chỉ bất quá bây giờ không thể coi thường. Hồn điện lại là mặt đầy sát ý. Ban đầu Diệp Thần giết bọn họ hồn điện không biết nhiều ít cường giả. Món nợ này, không có biện pháp hóa giải. Diệp Thần từ trong hố sâu mặt đứng lên, một cặp mắt màu gắt gao nhìn chằm chằm trên hư không cường giả. Diệp Thần, có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thánh Long gia tộc? Giờ phút này Thánh Long gia tộc nơi này cường giả mở miệng. Mặc dù một mực biết Diệp Thần, bất quá bọn họ vậy không gặp qua, dẫu sao bọn họ đều là thân phận tôn quý tồn tại. Cả ngày ở tông bên trong cửa bế quan, chỉ là nhận được một ít tin tức mà thôi. Bọn họ đối với Diệp Thần vốn là không có để ý, cho rằng phóng đại mà thôi, có thể cảm nhận được Diệp Thần chiến lực, bọn họ không thể coi thường. Đây chính là một người tuyệt thế thiên kiêu. Hỗn nguyên cảnh có thể chiến tạo hóa cảnh, nếu như bước vào tạo hóa cảnh có phải hay không có thể chiến tinh khiếu cảnh. Bỏ mặc Diệp Thần cảnh giới trước mắt như thế nào, nhưng là thiên tư của hắn đã thuyết minh hết thảy. Diệp Thần đáng bọn họ Thánh Long gia tộc mời chào. Hư không cường giả, nhìn Diệp Thần, tựa hồ đang đợi Diệp Thần quyết định. Bách Tiên Vương cung bên này, Lý Văn nhướng mày một cái, hắn cảm giác Diệp Thần khí tức trên người có chút quen thuộc, nhưng là lại không nói ra được. Hắn tự nhiên không biết, Bách Tiên Vương cung chỗ ở rất nhiều tạo hóa cảnh, chính là Diệp Thần giết chết. Diệp Thần, người gia nhập chúng ta Bách Tiên Vương cung như thế nào, chỉ cần ngươi trung thành. Chúng ta sẽ cho ngươi cao nhất cơ duyên, thậm chí cho ngươi một viên thượng cổ nhập tôn đan. Vạn kiếm đế cung không thích hợp ngươi, Thánh Long gia tộc vậy không thích hợp ngươi, chỉ có chúng ta Bách Tiên Vương cung thích hợp ngươi, tin tưởng ta. Mặc dù Lý Văn mất đi tiên cơ, bất quá cũng không ngại ngại hắn lối ra. Bọn họ không phải người ngu, cũng có thể nhìn ra Diệp Thần thiên tư. Bách Tiên Vương cung nơi này cám dỗ có thể so với Thánh Long gia tộc bên này, mạnh hơn nhiều. Một viên thượng cổ nhập tôn đan. Nhưng mà có thể để cho võ giả vô hạn rút ngắn bước vào tạo hóa cảnh thời gian à. Vô cùng chân quý. Hơn nữa Bách Tiên Vương cung nội tình vậy cực kỳ khủng bố. Không biết linh võ đại lục nhiều ít võ giả sợ hãi, cũng coi là toàn bộ linh vũ đỉnh cấp tồn tại một trong. Hồn điện bên này không có mở miệng mời chào, thậm chí trên mặt có chút nóng nảy, bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần là tử địch. Nếu như Diệp Thần thật đồng ý Bách Tiên Vương cung và Thánh Long gia tộc mời chào, bọn họ muốn giết chết Diệp Thần mà nói, nhưng mà khó lại càng khó hơn. Không nói chính xác nói, sẽ đưa tới hai cái đứng đầu thế lực đại chiến. Diệp Thần nhìn hai đại thế lực mời chào, sau đó tuét miệng cười một tiếng. Hắn lau sạch khóe miệng máu, nhìn hình dáng dị thường khủng bố. Ban đầu Bách Tiên Vương cung một người kêu Viên Khải người, vậy mời chào qua ta. Ta không đồng ý, hắn muốn lau đi ta. Ngươi biết cuối cùng thế nào sao? Hắn chết ở ta dưới kiếm. Hôm nay, bất kể như thế nào, cũng đắc tội hồn điện, Thánh Long gia tộc, thậm chí còn Bách Tiên Vương cung. Nếu đã đắc tội, vậy thì không bằng hoàn toàn đắc tội đi. Còn như gia nhập loại thế lực này, tuyệt không thể nào. Diệp Thần một lời kinh người, Lý Văn cả người sắc mặt vậy hoàn toàn biến hóa. Ban đầu bọn họ dùng bí thuật tra xem ra trước, lại không có điều tra được, không nghĩ tới lại là Diệp Thần. Thánh Long gia tộc bên này hơi vui mừng, liền nói, Diệp Thần, nếu ngươi và Bách Tiên Vương cung đã là tử thù, vậy cũng chỉ có gia nhập chúng ta tự vệ. Diệp Thần bỏ mặc Bách Tiên Vương cung sắc mặt, nghiêng đầu nhìn một cái Thánh Long gia tộc bên này,
sau đó khinh thường cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Thánh Long gia tộc lại là thứ gì? Lời này vừa nói ra, bầu không khí đọng lại. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, thốt nhiên giận dữ. Bọn họ cho rằng mời chào Diệp Thần đã cho chân hắn mặt mũi, ai biết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, mặc dù đều bị áp chế ở tạo hóa cảnh. Thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là bọn họ tuyệt đối có thể hoàn toàn tiêu diệt Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần dáng vẻ chật vật, cũng không có đánh lại quyền lợi. Còn như hồn điện bên này, chính là đầy mặt nụ cười, vốn là lấy là muốn phải đối phó Diệp Thần không dễ dàng. Ai biết lại mình tìm chỗ chết. Buông tha hai đại đứng đầu thế lực mời chào, cái này không phải người ngu vậy là cái gì? Diệp Thần giấu chân đều là máu loáng, bước ra một bước, cầm chặt huyết ma kiếm, hai chân nhẹ cong, mượn mặt đất lực lượng, trực tiếp xông về hư không. Đang xông về phía hư không trong nháy mắt, bất hủ kiếm ý điên cuồng bộc phát ra, ở hắn sau lưng sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm tháng thần vương nói. Sáu đại thần vương nói, ở hắn sau lưng phát ra ông ông tiếng vang. Chanh, chanh, chanh. Huyết ma kiếm kinh khủng hơi thở bỗng nhiên bộc phát ra. Làm sáu cái thần vương đạo vừa xuất hiện, ba đại đứng đầu thế lực cường giả, sắc mặt ngay tức thì biến hóa. Những thứ này thần vương nói, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể lãnh ngộ một, nhưng mà Diệp Thần lại lĩnh ngộ sáu cái này như thế nào không để cho bọn họ khiếp sợ. Bọn họ nội tâm thậm chí đều ở đây muốn, nếu như Diệp Thần là bọn họ đệ tử tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc Diệp Thần nếu không phải là đối nghịch với bọn họ, chỉ có thể đưa hắn xuống địa ngục. Còn thừa lại tám tên cường giả tạo hóa cảnh trực tiếp ra tay, không cho Diệp Thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Tám chủng thần thông bộc phát ra khí tức kinh khủng, đã đủ dọa người, nếu như thông thường hỗn nguyên cảnh võ giả, cũng sớm đã bị tức trực tiếp nghiền ép mà chết. Diệp Thần trên mặt, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, một đôi trong tròng mắt, chỉ có bình tĩnh. Giết! Hàn băng kiếm quyết! Thời không kiếm quyết! Diệp Thần tay trái cầm hợp đạo thần khí, tay phải cầm huyết ma kiếm thủ cầm song kiếm. Hàn băng quy luật và thời không phép tắc hơi thở, điên cuồng bộc phát ra, nhưng là muốn ngăn cản tám tên cường giả tạo hóa cảnh công kích, vẫn là có chút chênh lệch. Cho ta dung hợp. Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bây giờ, muốn cầm hàn băng quy luật và thời không quy luật, dung hợp vào một chỗ. Không thể không nói, Diệp Thần lớn gan ngông là, dù là bế quan cường giả, cũng không dám làm ra loại chuyện này, huống chi hắn nguy ở một sớm một chiều. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hai đại quy luật có thể dung hợp vào một chỗ mà nói, tuyệt đối không chỉ một thêm một như thế đơn giản. Sợ rằng có thể bộc phát ra mấy chục lần tổn thương. À, Diệp Thần một mặt thần sắc dữ tợn, có thể tưởng tượng được, hắn thừa nhận thống khổ to lớn dường nào. Hai đại quy luật ngưng tụ chung một chỗ, đầu tiên chính là lẫn nhau bài xích, chỉ có ngăn cản bài xích, mới có thể làm cho bọn họ dung hợp. Nếu như làm từng bước liền ban mà nói, không biết hao phí dài hơn thời gian. Đáng tiếc Diệp Thần cũng không có quá nhiều thời gian. Bây giờ Diệp Thần chỉ có thể cưỡng ép dung hợp, có thể thành công hay không hắn cũng không biết, bất quá nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh công kích, đã mau phải rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Một cổ hơi thở tử vong khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần. Tí tách. Lúc này thời không phép tắc lực lượng và hàn băng phép tắc lực lượng rốt cuộc ngưng tụ chung một chỗ, truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh. Diệp Thần giờ phút này một kiếm trực tiếp phung ra đi, ở hắn chém đi ra trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang lại quỷ dị biến mất. Giờ phút này mấy vị cường giả tạo hóa cảnh công kích, đã mau phải rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Diệp Thần bóng người điên cuồng né tránh. Nếu như chính diện chống cự mà nói, hắn tuyệt đối không sống nổi. Hắn mặc dù tự tin, nhưng không phải một cái tự đại người. Ở Diệp Thần tránh né thời điểm, trong đó một người cường giả tạo hóa cảnh, đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng hét thảm. Giờ phút này Diệp Thần vậy đạo biến mất kiếm quang, lại bất chi bất giác, biến dạng hư không, từ sau lưng hắn hư không biến dạng đi ra. Thời không phép tắc lực lượng và kinh khủng khí băng hàn. Trực tiếp để cho tên kia cường giả tạo hóa cảnh,
người bị thương nặng, cả người đều đã đổi được thoi thóp. Diệp Thần đang tránh né thời điểm, ứng phó không kịp bị công kích đánh tới, hắn hơi thở yếu ớt, giống như người máu vậy. Hắn thân thể tràn đầy máu loãng, tóc đen thui đã bị nhiễm thành màu đỏ như máu, chỉ có một đôi ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sát ý. Dưới tình huống này đi, Diệp Thần đã sắp không được. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả vừa thấy Diệp Thần sắp không được, toát ra thần sắc mừng rỡ. Cái này Diệp Thần giống như một cái tiểu cường đánh không chết như nhau. Thật may cũng không có người khác, nếu không liền một cái hỗn nguyên cảnh giác dưới, đều cần giải quyết lâu như vậy, vậy quá mất mặt. Mắt xem Diệp Thần mau phải chết, bọn họ như thế nào có thể đủ mất hứng. Bọn họ mình cũng không biết, lúc nào giết chết một người hỗn nguyên cảnh, cũng sẽ để cho bọn họ đổi được hưng phấn. Trừ người bị thương nặng tên kia cường giả tạo hóa cảnh không có ra tay, ngoài ra 7 người, trực tiếp xông lên đi giết. Diệp Thần đối mặt bọn họ liều chết xông tới, trên mặt thờ ơ, thậm chí toát ra một tia thần sắc quỷ dị. 7 tên cường giả tạo hóa cảnh khoảng cách càng ngày càng gần, vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần móc ra 15 chuôi hợp đạo thần khí và 4 chuôi thời không chi binh. Thật may Diệp Thần ở yêu thánh bí cảnh đánh cướp hợp đạo thần khí và thời không chi binh không thiếu, nếu không vậy không tránh khỏi như vậy phung phí. Ở lấy ra trong nháy mắt, Diệp Thần khóe miệng bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bảo. Hợp đạo thần khí và thời không chi binh trực tiếp ném qua, chung quanh hư không đều bắt đầu đổi được ông tác hưởng. Làm 7 tên cường giả tạo hóa cảnh, vừa nhìn thấy như thế nhiều hợp đạo thần khí, sắc mặt bị sợ đại biến. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Diệp Thần, bất quá cũng biết Diệp Thần sự tích. Diệp Thần ngàn binh bạo, chính là một cái trong số đó, đi lại đại sát khí à. Bọn họ muốn chạy trốn, bất quá hiển nhiên đã không kịp. Hợp đạo thần khí và thời không chi binh, ầm ầm bây giờ nổ. Oanh, oanh, oanh. Đinh tai nhức óc tiếng vang, long trời lở đất, giống như 100 viên bom nguyên tử nổ như nhau. Diệp Thần sắc mặt đổi được sát trắng, lập tức hắn thần hồn lực cũng sắp tiêu hao hết. Tiếng nổ liên miên không ngừng, bên trong tình huống Diệp Thần cũng không thấy rõ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Giờ phút này một đạo cả người là máu bóng người lao ra, hắn năm ngón tay hóa móng, một móng vuốt xé ở Diệp Thần phía trên ngực. Con rùa khốn khiếp, ngày hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi. Ứng phó không kịp, Diệp Thần cả người bóng người điên cuồng lui về phía sau. Sau đó một cái tát vỗ tới. Diệp Thần té rơi trên mặt đất, hơi thở cực kỳ yếu ớt, hắn ánh mắt dần dần mê ly. Liệt Hỏa Kiếm Thần, Hoàng Bộ Kiếm Thần và Khoát Hải Kiếm Thần chân thực có chút không nhìn nổi. Nước mắt từ trong ánh mắt của bọn họ mặt chảy xuống, lúc nào bọn họ cần một tên tiểu bối tới bảo vệ. Diệp Thần, ngươi nhanh lên một chút trốn đi, là Vạn Kiếm Đế Cung làm sự việc đã quá hơn, không cần làm gì nữa. Ngươi bây giờ còn trẻ, cùng đột phá đến tinh khiếu cảnh, lại là chúng ta những ông già này, trả thù cũng không muộn. Liệt Hỏa Kiếm Thần, chân thực không đành lòng Diệp Thần chỉ như vậy chết yểu. Không chỉ là bọn họ, Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử, từng cái hận không được cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến. Chỉ bất quá hắn nội tâm của nàng bên trong vô cùng rõ ràng, ba đại đứng đầu thế lực cường giả, giết bọn họ quá mức đơn giản. Diệp Thần nằm trên mặt đất. Cũng không biết là sống hay chết, Vạn Kiếm Đế Cung tất cả võ giả đều ở đây cầu nguyện. Hy vọng Diệp Thần có thể đứng lên. Bọn họ cũng không phải là muốn Diệp Thần đứng lên, mà là muốn hắn chạy trốn. Dù là dùng bọn họ sinh mạng cho Diệp Thần mang đến chạy trốn cơ hội, cũng ở đây không chối từ. Chỉ cần Diệp Thần có thể lớn lên, đến lúc đó tuyệt đối sẽ là bọn họ Vạn Kiếm Đế Cung báo thù rửa hận. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Giờ phút này nổ dư âm đã qua, rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh chỉ còn lại 4 tên, cộng thêm một cái người bị thương nặng tạo hóa cảnh. Bây giờ ba đại đứng đầu thế lực nơi này cường giả, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất. Nhưng là còn dư lại cường giả tạo hóa cảnh, đã đủ giải quyết Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần đã mệt mỏi hết sức, hắn cầm ra cái gì để ngăn cản. Thật ra thì Diệp Thần trước mắt trạng thái thật không tốt, trong cơ thể hắn lực lượng. Đã còn dư lại không có mấy, huyết khí thập phương thuật mang tới giá phải trả, đã bắt đầu. Hắn cả người đau nhức vô cùng, thậm chí đã có chút chết lặng. Dưới tình huống này, đừng nói cường giả tạo hóa cảnh,
dù là tới một người hợp đạo cảnh võ giả, cũng có thể tùy tiện xóa bỏ Diệp Thần. Ha ha, tên tiểu tạp chủng này, giết chúng ta thế lực nhiều cường giả như vậy, rốt cuộc sắp chết. Lý Văn một cánh tay đều đã cắt mất, nhưng là hắn nội tâm hận à. Hận Vạn Kiếm Đế Cung cấm kỵ trận pháp, càng hận hơn Diệp Thần. Nếu như không có cấm kỵ pháp trận mà nói, hắn nhưng mà tinh khiếu cảnh cường giả, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép Diệp Thần. Bây giờ không chỉ mất đi một cánh tay, lại là cả người vết thương chồng chất. Dưới tình huống này, hắn làm sao không hận Diệp Thần? Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là Diệp Thần tạo thành, bây giờ hắn rốt cuộc phải chết, nội tâm kiềm chế, đạt được phóng thích. Liệt Hỏa Kiếm Thần thần sắc của bọn họ ảm đạm, chẳng lẽ Diệp Thần thật không đứng lên nổi sao? Diệp Thần nhưng mà ở Tây Vực sáng tạo qua vô số kỳ tích, lần này nhất định có thể tiếp tục. Nhất định có thể đứng lên. Vạn Kiếm Đế Cung nơi này võ giả, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Lý Văn Kiếm trong tay, bộc phát ra kinh khủng hơi thở, hắn bây giờ, muốn đích thân giải quyết hết Diệp Thần. Chỉ có như vậy, mới có thể cọ rửa hắn sỉ nhục. Diệp Thần phải chết ở trong tay hắn. Một đạo kiếm mang kinh khủng, điên cuồng xông về Diệp Thần, vậy vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Diệp Thần lại chật vật đứng lên, mặc dù đứng lên tốc độ rất chậm. Không chỉ có như vậy, hắn một đôi mắt, trở nên đỏ như máu, tựa như giống như là một đầu thị huyết ma thú. Hắn cả người trên dưới, tản ra màu đen ma khí. Ngập trời ma khí để cho tất cả mọi người cũng không nhìn được lui về phía sau, không chỉ có như vậy, chung quanh khủng bố đè nén hơi thở, để cho hư không ông ông tác hưởng. Oanh! Vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên mây đen bao phủ, điện thiểm lôi minh, bên tai truyền tới gió lớn gầm thét. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả tạo hóa cảnh vừa thấy, thiếu chút nữa bị hù dọa, chung quanh đè nén hơi thở, để cho ngực của bọn họ đều có điểm không thở nổi. Diệp Thần từng bước một đứng lên, hắn trên chân quấn vòng quanh hắc khí, một cặp mắt màu tựa như thần ma. Tóc hắn vốn là màu đen thui, nhiễm thành màu đỏ như máu, quỷ dị diêm rúa loè loẹt. Bước ra một bước, mặt đất truyền tới rắc rắc tiếng vang, vết rách bao phủ chu vi 5 km. Thiếu chút nữa lồi lõm đi xuống. Trong tay huyết ma kiếm giống như một viên ác ma ánh mắt, phát ra thanh âm quỷ dị. Ở hắn ấn đường xuất hiện một đạo màu đen hoa văn, không ngừng lan truyền đến trên gò má của hắn mặt. Mọi người ở đây yên lặng như tờ, đều bị Diệp Thần hình dáng dọa cho xấu xa. Đây rốt cuộc tình huống gì? Không người biết được. Ai cũng muốn không rõ ràng, Diệp Thần thân thể rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ba đại đứng đầu thế lực cường giả, ai cũng không dám động. Diệp Thần bây giờ hình dáng, ai cũng không dám ra tay dò xét. Một đôi không xen lẫn bất kỳ cảm tình gì trong mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm ba đại đứng đầu thế lực cường giả. Để cho bọn họ trong lòng run lên. Bây giờ Diệp Thần căn bản không xem người, giống như tỉnh lại thái cổ yêu ma. Ma khí ngút trời, tựa như giống ma. Hắn nâng lên trong tay huyết ma kiếm. Kiếm chỉ ba đại đứng đầu thế lực. Ông, ma khí quơ múa không ngừng, chung quanh hư không lại bị chấn vỡ, xuất hiện kinh khủng hư không chảy loạn. Thiên địa biến sắc, nguyên bản treo thật cao mặt trời, chậm rãi rơi xuống. Chiều tà hoàng hôn, bầu trời tựa như cắt ra vậy, xuất hiện một đạo màu máu dấu vết. Toàn bộ Vạn Kiếm Đế Cung giống như ngày tận thế vậy. Diệp Thần kiếm chỉ thương khung, ai cùng tranh phong. Hống. Đây là truyền tới một đầu hung thú gầm thét, ở Diệp Thần sau lưng, một cái nghìn mét huyết long, sừng sững ở hư không bên trong, thân thể cao lớn và tản mát ra kinh khủng hơi thở. Huyết long một đôi hung hãn trong mắt, nhìn chằm chằm ba đại đứng đầu thế lực cường giả, sát khí ngút trời ngưng tụ chung một chỗ. Thân thể cao lớn, ở hư không bên trong lóe lên màu máu miếng vảy. Trên mặt đất, truyền tới một cổ áp lực hơi thở. Một đầu uy phong lẫm lẫm sư vương hung thú, cắn răng chịu đựng phát ra từng cơn gầm thét. Hung thú con người cực kỳ cổ quái, tràn đầy vô hạn thần bí. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đi ra. Tiểu Hoàng đứng ở Diệp Thần trước mặt, một cổ hôn thiên ám địa, cát bay đá chạy vậy kinh khủng gió bão đang ngưng tụ. Tiểu Hoàng rất lâu không đi ra, nó biết Diệp Thần nguy cơ. Nó trơ mắt nhìn hết thảy. Nó đang nổi lên. Nó ở luân hồi mộ địa bên trong trưởng thành.
Nó hận mình không cách nào tiến hóa đến cuối cùng trạng thái. Nếu không, Diệp Thần làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Tiểu Hoàng tức giận, để cho nó cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông đi ra. Nó vậy lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm mọi người, đột nhiên mở miệng nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động ta chủ nhân. Đừng nói các ngươi áp chế đến tạo hóa cảnh, dù là không có trận pháp, các ngươi là tinh khiếu cảnh. Là thái hư cảnh, muốn động hắn, cũng phải từ ta trên thi thể, từ ta máu tươi lên, bước qua đi. Tiểu Hoàng nhìn một cái giống như người máu Diệp Thần, ngút trời sát ý và hoang cổ khí phun trào. Nó vận dụng nghịch thiên thuật pháp, máu tươi làm chất dẫn. Hắn cho ta tân sinh, ta bảo vệ hắn cả đời. Ta là chiến mà sống, ta ở trong giết hại tách thả ra. Ta phải dẫn hắn, bước lên bình minh, đạp bể hắc ám. Tiểu Hoàng gầm thét, giống như tiếng sấm vang khắp. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa, hết thảy cũng là miểu nhỏ. Tựa như chỉ còn lại một người, một rồng, một thú. Giờ khắc này, bóng người bọn họ quá cao. Thoáng như vạn trượng. Máu này long hơi thở, lại tới từ thượng cổ. Trời ạ, còn có vậy đầu hung thú, cũng là thượng cổ. Mấu chốt cái này hai tên còn không có hoàn toàn trưởng thành. Một khi trưởng thành, ai còn có thể chống đỡ thằng nhóc này? Còn có người xem thằng nhóc này làm sao xem biến thành một người khác, trên người hắn ma khí, tựa hồ cũng là thượng cổ đại ma. Nếu như không phải là thằng nhóc này tu vi quá thấp, sợ là chúng ta đã sớm bị hơi thở chấn động giết. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả và vạn kiếm đế cung nơi này cường giả, toàn bộ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Diệp Thần lại có hai đại thượng cổ loài. Huyết long và cái này hung thú hơi thở quá mức kinh người. Một khi tiết lộ ra ngoài, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, hôm nay, bước vào vạn kiếm đế cung mấy người, đều phải chết. Hơn nữa vạn kiếm đế cung mọi người phải giữ miệng giữ mồm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, huyết long và tiểu hoàng bất phàm. Ở Diệp Thần chung quanh không người nào dám tới gần nơi này ba đạo thân ảnh, ba đại đứng đầu thế lực cường giả đều có điểm luống cuống. Diệp Thần phát ra lạnh như băng tiếng cười, giống như ác ma đang gầm thét, chung quanh hết thảy đều bắt đầu bể tan tành, vô tận sóng biển bắt đầu điên cuồng tràn vào đến vạn kiếm đế cung. Oanh oanh oanh! Ở vạn kiếm đế cung phía trên, xuất hiện một con màu đen nhánh ánh mắt, chung quanh kinh khủng à khí điên cuồng tràn vào đến tròng mắt bên cạnh. Cái này tròng mắt mặc dù không có mở ra, nhưng là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kinh khủng hơi thở. Liệt hỏa kiếm thần cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn phát hiện Diệp Thần đã là nhập ma trạng thái. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm, nhắm ngay ba đại thế lực cường giả đứng đầu, không có chút nào do dự. Hai chân tiếp xúc mặt đất lực lượng, cả người trực tiếp bay về phía trời cao. Ở hắn bay lên trời cao trong nháy mắt, Tiểu Hoàng và Huyết Long trực tiếp ra tay. Ba đại đứng đầu thế lực cường giả không có cách nào, bây giờ tên đã lắp vào cung đã không phát không được. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, bây giờ Diệp Thần đã tiến vào nhập ma trạng thái, ba đại đứng đầu thế lực nơi này cường giả cắn răng một cái. Duy nhất cơ hội chỉ có thể kéo dài. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, chỉ cần Diệp Thần thoát khỏi nhập ma trạng thái, bọn họ liền có thể tùy ý xoa nặn. Ba đại đứng đầu thế lực tạo hóa cảnh, lại điên cuồng xông về Diệp Thần, vô tận sát chiêu hiển lộ. Diệp Thần vậy không có chút do dự nào, cánh tay nâng lên huyết ma kiếm, kinh khủng à khí bỗng nhiên lan truyền đến hư không bên trong đưa tới từng trận tiếng vang. Giờ khắc này bất hủ kiếm ý, từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Ở hắn sau lưng sáu cái thần vương nói, phát ra ánh sáng sáng chói. Tay hắn cánh tay nâng lên trong nháy mắt, trong tay huyết ma kiếm bỗng nhiên chém về phía trong đó một người tạo hóa cảnh. Huyết long và tiểu hoàng theo sát phía sau, phát ra một tiếng giống giận, tiểu hoàng mang theo sát ý ngập trời, trực tiếp bắt một người cường giả tạo hóa cảnh ngực. Đâm! Tên kia cường giả tạo hóa cảnh ứng phó không kịp, trực tiếp bị tiểu hoàng lấy ra ba dấu máu. Hống! Tiểu hoàng gầm thét một tiếng, há mồm ra, hàm răng sắc bén giống như từng chuôi lợi kiếm. Ở tiểu hoàng trực tiếp cắn hướng cường giả tạo hóa cảnh đầu lâu thời điểm, tên kia cường giả tạo hóa cảnh một cái tát đánh ra. Một tát này đánh vào tiểu hoàng trên mình phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Nhưng lại ý định giết người vẫn bao phủ hết thảy.
Đây cũng là thượng cổ hung thú uy thế. Dù là tiểu hoàng không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là đủ để dung chuyển thiên địa. Bên kia, huyết long tốc độ đạt đến mức tận cùng, đột nhiên bây giờ hắn thân thể quấn quanh ở một người cường giả tạo hóa cảnh, hắn thân thể cao lớn trực tiếp dùng sức, cường giả tạo hóa cảnh phát ra một tiếng thống khổ không chịu nổi gầm thét. Sắc sắc, tên kia cường giả tạo hóa cảnh thân thể xuất hiện vết rách, máu loãng từ hắn trong thân thể tràn ra. Phía trên chiến trường, kinh khủng hơi thở điên cuồng bộc phát ra, vạn kiếm đế cung nơi này đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Trước mắt loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ liền xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Diệp thần trong thân thể, thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra, trong tay hắn huyết ma kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém về phía một người cường giả tạo hóa cảnh. Tên kia cường giả tạo hóa cảnh nhất thời núi áp lực lớn, trên mặt toát ra thần sắc dữ tợn. Trước trong tay hắn cầm ra một cái tất lệnh bài màu đen, trong nháy mắt trực tiếp bóp vỡ, ở bóp vỡ nháy mắt bây giờ xuất hiện một cái màu vàng vầng sáng. Cái này màu vàng vầng sáng tạo thành một cổ bảo vệ che chở. Trực tiếp lồng bao hắn lại cả người thân thể. Diệp thần tuét miệng cười một tiếng, trên người hắn quỷ dị màu đen hoa văn không ngừng ngưng tụ ở huyết ma kiếm chính giữa. Huyết ma kiếm bản thân chính là một chuôi ma kiếm, tạm thời bây giờ ma khí ngút trời. Hắn nâng lên tay, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém về phía tên kia cường giả tạo hóa cảnh. Kiếm quang phát ra ông 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 tiếng vang, chớp mắt bây giờ liền xông về vị kia cường giả tạo hóa cảnh, ở kiếm quang và vàng choáng váng tiếp xúc trong nháy mắt, cường giả tạo hóa cảnh trên người bảo vệ che chở bỗng nhiên bể tan tành. Sắc sắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang trực tiếp xuyên phá hắn bảo vệ che chở. Chém ở hắn trên thân thể mặt. Máu loãng điên cuồng từ hắn trong thân thể chảy xuống, phát ra một tiếng gào thống khổ. Những thứ này ma khí không ngừng xâm chiếm hắn thân thể, ở hắn trong thân thể tùy ý ngông là. Oanh! Tên kia cường giả tạo hóa cảnh một búng máu phun ra, máu hắn nước lại là màu đen. Ma khí xâm chiếm hắn ngũ tạng lục phủ, căn bản không có sống tiếp cơ hội. Không biết lúc nào Diệp Thần đã tới bên cạnh hắn. Nâng lên huyết ma kiếm, đặt ở trên cổ hắn mặt đâm một tiếng. Một cái đầu ngay tức thì rơi xuống. Yên tĩnh, hắc ám, là máu. Giờ khắc này, ma bao phủ hết thảy. Giờ khắc này, ma chủ làm thịt thế gian. Là ma, dám cùng thiên địa tranh. Ở Diệp Thần chuẩn bị tìm ngoài ra một người tạo cảnh cường giả thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng hơi thở. Chỉ gặp một cái ông già. Tay cầm trường thương một nhát thương đâm vào Diệp Thần bụng. Dữ tợn. Hết thảy các thứ này quá nhanh. Nhưng mà Diệp Thần trên mặt nhưng không biến hóa chút nào, liền một tia thống khổ thần sắc cũng không có. Ngược lại phát ra một tiếng nhàn nhạt cười nhạt, hắn bắt trường thương, rắc rắc một tiếng, đầu thương từ hắn cán thương xuyên phá hắn thân thể. Giờ khắc này tên kia cường giả tạo hóa cảnh trợn tròn mắt, Diệp Thần căn bản không quản hắn thương thế. Ngược lại nghiêng đầu một kiếm đâm vào trên ngực của hắn mặt. Đâm vào hắn phía trên ngực trong nháy mắt, một cước đá ra lại đá ra nháy mắt, cả người bóng người đột nhiên bây giờ biến mất ở trong hư không. Tên kia cường giả tạo hóa cảnh thân thể điên cuồng lui về phía sau trong nháy mắt, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện Diệp Thần bóng người, Diệp Thần bắt hắn lại cổ áo, một kiếm đâm vào tim hắn bên trong. Vạn kiếm đế cung đệ tử và cường giả toàn bộ đều kinh hãi. Mọi người ở đây cũng có thể nhìn ra được, hư không lên chiến đấu hoàn toàn chính là một tràng một phương diện tàn sát. Diệp Thần nhập ma trạng thái chân thực quá mạnh mẽ. Nhưng là cái này nhập ma tác dụng phụ, Diệp Thần có thể chịu đựng ở sao? Hắn đây là đang máu tươi hoặc là tu vi cháy mà thành bí pháp. Nếu như Diệp Thần rơi vào ma đạo, vậy toàn bộ linh võ đại lục liền nguy hiểm. Thậm chí bọn họ vạn kiếm đế cung hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ à. Hắn nội tâm của nàng cũng không nhịn được sợ hãi, đây thật là hỗn nguyên cảnh võ giả sao. Vốn là vạn kiếm đế cung đệ tử cũng nhận vì mình thực lực không tệ, nhưng mà và Diệp Thần so với nhất định chính là rác rưởi. Ở trên hư không, vốn là đóng chặt tròng mắt lại chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt mở ra trong nháy mắt, kinh khủng à khí điên cuồng tràn vào máu hắn sắc nhãn trong châu mặt. Phốc suy, ba đại đứng đầu thực lực cường giả, toàn bộ đều khạc ra một búng máu. Một đôi đôi rung động tròng mắt nhìn chằm chằm trên hư không.
Những thứ này ma khí không ngừng lan truyền, bọn họ bất chi bất giác trong cơ thể đều đã bắt đầu xuất hiện ma khí. Vốn là bây giờ Diệp Thần trạng thái đã để cho bọn họ nhìn mà sợ, nhưng mà còn muốn thời khắc áp chế trong cơ thể ma khí. Cái này làm cho bọn họ thống khổ không chịu nổi. Vốn là bọn họ lấy là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết Diệp Thần lại biến thành nhập ma trạng thái, không chỉ có như vậy, so trước kia cường hãn hơn. Vạn kiếm đế cung cấm kỵ trận pháp hạ. Cảnh giới áp chế. Tạo hóa cảnh sinh tồn. Mà bây giờ nhập ma Diệp Thần, hiển nhiên vô địch à. Bọn họ trong nội tâm bực bội, nhưng là không thể làm gì, liền một cái hỗn nguyên kính rác dưới cũng chân áp không được, mất mặt. Có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là mấy phút. Bụi bậm dần dần xu hướng tại lạc định. Vạn trượng bụi đất từ từ rơi xuống. Hai con cự thú lực lượng vào giờ khắc này, hoàn toàn chấn động lòng của mọi người. Nhưng mà, một màn này, chỉ có vạn kiếm đế cung người có thể thấy được. Những cái kia linh võ đại lục cường giả chân chính và tu vi kinh khủng tồn tại, xem không thấy. Nếu như biết, bọn họ tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào xóa sạch Diệp Thần. Bây giờ cường giả tạo hóa cảnh, bên này chỉ còn lại cuối cùng ba người, bọn họ cũng đã tuyệt vọng. Ông! Trên hư không tròng mắt, đột nhiên bây giờ mở ra đè nén hơi thở, điên cuồng lan truyền. Một đạo màu đen chùm tia sáng chậm rãi ngưng tụ, tựa như ngày tận thế vậy. Giờ phút này ba tên tạo hóa cảnh cường giả đã buông tha chống cự, cũng sớm đã không có chiến ý, đánh tiếp nữa cũng là không có sức xoay chuyển trời đất. Oanh! Ngập trời ma khí ngưng tụ chung một chỗ trực tiếp rơi xuống, bao phủ ở đây ba tên cường giả tạo hóa cảnh. À! Ba tên cường giả tạo hóa cảnh truyền tới thống khổ không chịu nổi gầm thét tiếng, bọn họ vốn là lấy là hôm nay cũng có thể diệt hết vạn kiếm đế cung, ai biết lại là cái chết của mình kỳ. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi vào. Ở ma khí lồng bao hắn lại cửa trong nháy mắt, ác ma mắt phát ra quỷ dị tiếng cười, Diệp Thần nhìn một cái, lại không chút do dự trực tiếp vọt vào. Ở hắn vọt vào trong nháy mắt huyết ma kiếm trực tiếp nâng lên. Điên cuồng chém về phía một người cường giả tạo hóa cảnh thân thể. Tên này cường giả tạo hóa cảnh trên mặt xuất hiện từng đạo vết thương, trên mặt toát ra thần sắc dữ tợn, kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn truyền tới. Nếu hắn cũng đã gần phải chết, quyết định cũng không để cho Diệp Thần còn sống, hắn chuẩn bị tự bạo. Ở hắn sắp tự bạo thời điểm, Diệp Thần không có chút nào do dự, nâng lên cánh tay, huyết ma kiếm phát ra ông ông tiếng vang. Một kiếm đâm vào đối phương trong đan điền. Gã cường giả kia giống như một cái xì hơi khí cầu như nhau. Hắn một đôi tuyệt vọng trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên mặt toát ra một tia thần sắc tức giận, không cam lòng nhắm mắt lại. Những thứ khác hai người cường giả tạo hóa cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ tử vong. Hắn nội tâm của nàng bên trong rất rõ ràng, ma khí đã tiến vào bọn họ trong cơ thể, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Vốn là bọn họ vẫn có thể áp chế một ít, chỉ bất quá bây giờ mà nói, đã hoàn toàn không áp chế được, chỉ có thể mặc cho ma khí ở trong cơ thể hắn lan truyền. Hai người tạo hóa cảnh cường giả, chịu đựng không nổi ma khí thống khổ, lại chậm rãi giang hai tay, đưa tay ra cánh tay vỗ vào đầu mình phía trên. Ở hư không phía trên một đôi tròng mắt đen nhánh chậm rãi biến mất không gặp. Huyết Long và Tiểu Hoàng nhìn một cái Diệp Thần toát ra một tia yếu ớt thần sắc. Ngay tức thì chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Trận chiến này, chúng tiêu hao lực lượng thực ra quá nhiều. Sợ rằng phải đầy đủ thời gian mới có thể khôi phục. Mà vạn kiếm đế cung bên này, liệt hỏa kiếm thần bọn họ toát ra rung động ánh mắt, vốn là lấy là hôm nay vạn kiếm đế cung định trước biến mất, ai biết Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ có một ít vui mừng, thật may để cho thanh kiếm tiên tôn bọn họ đi tìm Diệp Thần, nếu không hôm nay bọn họ khó thoát tai kiếp. Diệp Thần chậm rãi rơi trên mặt đất trên, hắn một thân ma khí không ngừng biến mất. À! Diệp Thần phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, bây giờ lưu lại hậu di chứng một cổ não kích thích hắn thân thể. Vạn kiếm đế cung đệ tử phát ra hoan hô thanh âm, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần toát ra sùng bái thần sắc. Trong lòng bọn họ mặt rõ ràng, nếu như không có Diệp Thần mà nói, cây bản không có một người có thể sống được. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là Diệp Thần mang tới. Vốn là liệt hỏa kiếm thần chuẩn bị đi xem Diệp Thần trạng thái bây giờ, nhưng mà đột nhiên bây giờ,
hư không phía trên không gian trực tiếp bị biến dạng, một giọt màu đỏ máu tươi bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Phương nào con kiến hôi, dám chu diệt ta đệ tử. Chết! Liệt hỏa kiếm thần và khoát hải kiếm thần hai người sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối là đứng đầu thế lực lão tổ ra tay, muốn xóa bỏ Diệp Thần. Nếu không không thể nào phá vỡ trận pháp. Ra như vậy tổ, phá vỡ trận pháp cũng là giá cực lớn. Hơn nữa chỉ có thể tạm thời phá vỡ. Đối phương nổi điên cử động, hiển nhiên là nổi giận. Dẫu sao bị Diệp Thần chu diệt mấy người, có mấy người, ở tông môn bên trong, thân phận cực kỳ tôn quý. Giờ phút này, Diệp Thần trạng thái bây giờ căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liệt hỏa kiếm thần và khoát hải kiếm thần hai người không do dự nữa, điên cuồng xông về Diệp Thần, muốn cầm hắn cứu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.